Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 33. Sau khi ném lại câu này, Diệp Bắc Minh và Lăng Thiên Hùng trực tiếp rời đi. Gru, hàng triệu ma thú gầm thét, đưa mắt tiễn Diệp Bắc Minh đi khỏi. Cả hiện trường chấn động. Tất cả mọi người tê dại ra đầu. Mấy ông lão trong đám đông thấp giọng nói, hàng triệu ma thú canh giữ ở đây, sau này cấm địa Long Mạch sẽ trở thành cấm địa thực sự. 10.000 ma thú ư, đúng là còn đáng sợ hơn Tử Vong Cốc. Sau này sợ rằng nơi này sẽ trở thành cấm địa lớn nhất của Côn Luân hư. Đi thôi, tôi cảm thấy đám ma thú này có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Mấy ông lão lập tức cho những người trong thế lực của mình ra về. Các võ giả khác thấy vậy, cũng lần lượt rời đi. Mau đi thôi. Còn không đi, sợ là không có cơ hội đi nữa đâu. Mau đi thôi. Tiêu Dung Phi ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn về hướng cấm địa Long Mạch. Gần như tất cả mọi người đều rời đi. Tiêu Đạo Sơn mới thở dài một hơi, Dung Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Dung Phi hơi thất vọng, bố, con muốn rời khỏi Côn Luân hư. Cái gì? Tiêu Đạo Sơn ngẩn người. Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc, Dung Nhi, chẳng lẽ con? Tiêu Dung Phi nghiêm túc gật đầu, thứ nhất, em gái đã có nơi trở về của mình, không cần con chăm sóc nữa. Thứ hai, võ đạo của Côn Luân hư so với giới phàm tục, đã vô cùng phát triển, nhưng vẫn mãi mãi không đủ. Nếu có võ giả cấp cao như Huyết Vân Tông xuất hiện lần nữa, đám người tu luyện võ đạo cấp thấp như chúng ta vẫn không phải là đối thủ. Thứ ba, từ nhỏ con gái đã có một trái tim võ đạo, con muốn đi xa hơn, đứng cao hơn. Thực ra Tiêu Dung Phi còn có một lý do mà không nói ra. Lúc cô ta nhìn Diệp Bắc Minh ôm em gái như vậy, trái tim võ đạo của cô ta đã có chút thay đổi nhỏ. Không biết vì ngưỡng mộ, hay là vì ghen ghét. Tóm lại, Tiêu Dung Phi không vui. Có lẽ chỉ có rời khỏi Côn Luân hư, cô ta mới quên được tất cả. Hoàng Phủ Nguyệt rất lo lắng, một cô gái như con, nếu rời khỏi nhà. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không yếu hơn đàn ông đâu. Tiêu Dung Phi lắc đầu. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn sang Tiêu Đạo Sơn, ông xã, ông khuyên nó đi. Tiêu Đạo Sơn lắc đầu, lựa chọn của bản thân Dung Nhi, đương nhiên tôi ủng hộ nó. Dung Nhi, con đã quyết định rồi sao? Tiêu Dung Phi hít sâu một hơi, bố, con quyết định rồi. Được. Tiêu Đạo Sơn tỏ vẻ nghiêm túc, năm đó, một vị lão tổ của Thanh Huyền Tông đã hứa với nhà họ Tiêu chúng ta. Tặng cho nhà họ Tiêu 10 suất đệ tử nội môn. Chỉ cần chúng ta liên lạc với Thanh Huyền Tông, bọn họ sẽ lập tức phái người đến đưa con đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, 10 suất chỉ còn lại 3 suất cuối cùng. Bố vốn nghĩ, đợi chị em các con tiến vào cảnh giới võ thần, sẽ thông báo cho Thanh Huyền Tông đến đón người. Bây giờ xem ra, không đợi được đến ngày đó rồi. Đi đến tận cuối Long Mạch của cả Côn Luân hư. Một sơn cốc thâm sâu xuất hiện trước mắt. Diệp Bắc Minh nhìn về phía trước, nơi này là thiên hạ đệ nhất các ư. Thiên hạ đệ nhất các lại ở trên Long Mạch của Côn Luân hư. Nơi này, chính là phần đuôi của Long Mạch. Còn vị trí đầu rồng của Long Mạch, chính là núi Côn Luân của Long Quốc. Lăng Thiên Hùng cười giải thích, thưa Diệp chủ, đúng vậy. Chúng ta vào trong đi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Hai người đi vào trong. Ai đó? Trong sương mù dày đặc vang lên một giọng nói băng lạnh. Lăng Thiên Hùng lên tiếng, là tôi đưa Diệp chủ về rồi. Giọng nói lập tức yên lặng. Lăng Thiên Hùng giải thích, Diệp chủ, những người này canh giữ thiên hạ đệ nhất các, để phòng người bên ngoài tiến vào trong. Trừ phi Côn Luân hư bị tiêu diệt, nếu không, cuộc chiến giữa các tông môn bình thường, bọn họ sẽ không ra tay. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Hiếu Kỳ hỏi, có tổng cộng bao nhiêu người ngầm canh gác? Thực lực thế nào? Lăng Thiên Hùng suy nghĩ một lúc, khoảng 20-30 người, thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới hợp nhất. Người có thực lực cao nhất, có lẽ là thánh cảnh đỉnh phong. Diệp Bắc Minh nhả ra một chữ, ồ. Lăng Thiên Hùng không biết rằng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã thăm dò quanh đây một lượt. Cậu nhóc, tổng cộng có 49 người, chênh lệch lớn với lời Lăng Thiên Hùng nói. 29 người cảnh giới hợp nhất, số lượng nhiều nhất. Thánh cảnh sơ kỳ, 11 người. Thánh cảnh trung kỳ, 5 người. Thánh cảnh hậu kỳ, 2 người, đỉnh phong 1 người. Một người cuối cùng, vượt qua thánh cảnh, đạt đến cảnh giới thánh vương.
Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cảnh giới Thánh Vương. Xem ra thực lực của Côn Luân Hư cũng không yếu, lại có cả Thánh Vương. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên trả lời, đương nhiên rồi, tuy Côn Luân Hư hẻo lánh xa xôi, còn có rừng rậm ma thú làm rào chắn. Nhưng, nếu không có võ giả cấp cao tọa chấn, sợ rằng sớm đã bị người ta tiêu diệt vô số lần rồi. Mười mấy thánh cảnh, cộng thêm một Thánh Vương cũng là thế lực không thể coi thường. Diệp Bắc Minh ngầm gật đầu. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, Thánh Vương đó đang nhìn cậu. Ở hướng 9 giờ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước chân. Xoạt, đôi mắt nghiêm lại, nhìn về phía sâu trong màn sương dày đặc. Nguyên Thiên Thần Nhãn, nhìn xuyên tất cả. Chỉ thấy một ông lão mặc áo choàng khô gầy đứng trên tảng đá, hứng thú nhìn Diệp Bắc Minh ấy. Tên nhóc này lại nhìn về phía bên này. Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra tôi rồi? Ông lão mặc áo choàng nghi hoặc. Sau đó, khẽ lắc đầu, quẳng đi suy nghĩ không thực tế này, ông ta hỏi lại, sao có thể chứ? Cách gần 5 cây số sương mù dày đặc, nếu anh ta có thể phát hiện lão phu thì cũng quá nghịch thiên. Phỏng chừng là giác quan thứ 6 hoặc tính cảnh giác cao. Thú vị, tính cảnh giác của thằng nhóc này lại cao như vậy. Lăng Thiên Hùng nghi hoặc, Diệp chủ, ngài sao rồi? Có gì không ổn sao? Diệp Bắc Minh thấy lão giả áo xám không có ác ý, khẽ lắc đầu, không có gì, đi thôi. Hai người xuyên qua màn sương mù dày đặc, bước vào trong một kết giới, tầm nhìn lập tức rộng rãi hơn. Một tòa bảo tháp vô cùng to lớn lẳng lặng đứng trước mắt. Cao vút trong mây, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc trông thấy tòa bảo tháp, con người Diệp Bắc Minh co rụt, sao có thể? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng kinh ngạc, a, lại là... Lăng Thiên Hùng quay đầu, trần trờ nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp chủ, ngài sao vậy? Diệp Bắc Minh nghiêm nghị nhìn Lăng Thiên Hùng, Lăng tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người biết được tòa tháp này từ đâu? Vì sao nó lại ở chỗ này? Nó lại có tác dụng gì? Lăng Thiên Hùng sửng sốt, Diệp chủ, vì sao ngài lại kích động như thế? Nói đùa, Diệp Bắc Minh có thể không kích động sao? Tòa bảo tháp trước mắt giống y như đúc tháp Càn Khôn Chấn Ngục của anh. Điều khác biệt duy nhất là tòa tháp này ở bên ngoài. Còn tháp Càn Khôn Chấn Ngục bị anh thu vào trong cơ thể, dung hợp với thân thể của anh. Diệp Bắc Minh không giải thích, tôi chỉ muốn biết lai lịch của tòa tháp này. Lăng Thiên Hùng hiểu ra, thì ra là thế, tòa tháp này do người sáng lập Thiên Hạ Đệ Nhất Các xây dựng, tục truyền là từ một kiện bảo bối mà vị tổ tiên kia từng gặp qua. Vật này cực kỳ đặc biệt. Mỗi khi leo lên một tầng sẽ có phần thưởng bất đồng. Thế là, tổ tiên Thiên Hạ Đệ Nhất Các liền xây dựng nên tòa Thiên Hạ Đệ Nhất Các ở chỗ này. Tòa bảo tháp này tổng cộng có 99 tầng. Từ tầng đầu tiên, bên trong cất giữ đủ loại võ kỹ, y thuật, thân pháp, luyện đan thuật. Bí tịch võ học của các đại tông môn trên địa bàn Côn Luân đều có ghi chép tại nơi này. Chỉ cần có đủ thực lực, có thể bước lên tầng cao hơn. Diệp Bắc Minh vô cùng ngoài ý muốn. Chế độ khen thưởng này quả thực không khác gì Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chẳng lẽ thật sự có liên hệ nào đó? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông cũng có 99 tầng sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, số tầng của bổn tháp vô cùng vô tận. Vật mà ông bố của tôi để lại, phải chăng là ở trong tháp này? Tòa tháp này có kết giới bảo vệ, với thực lực trước mặt của tôi thì không thể thăm dò. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hơi tạm dừng, có điều, vật mà bố cậu để lại hẳn có liên quan đến tòa tháp này. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, không khác mấy suy nghĩ của tôi. Anh không nói nhiều nữa, trực tiếp hỏi Lăng Thiên Hùng, cần tư cách gì mới có thể bước vào tòa tháp này. Lăng Thiên Hùng mỉm cười, Diệp chủ, hiện tại ngài là chủ nhân địa bàn Côn Luân, ngoài 9 tầng cuối cùng cần khiêu chiến người canh giữ ra. 90 tầng còn lại có thể tùy tiện ra vào. Được. Diệp Bắc Minh đi về hướng cổng lớn của tháp. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh lại gần, cổng lớn của tháp tự động mở ra. Tầm nhìn mở rộng. Không gian tầng thứ nhất lớn chừng một sân bóng lớn. Bốn phương tám hướng đều là giá sách. Tối thiểu có mấy triệu quyển sách. Khu vực trung tâm nhất là một đài võ đạo 100 x 100 m. Bên trong lại lớn như vậy. Diệp Bắc Minh thật bất ngờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười, nhóc, đây là thuật không gian. Xem ra người tạo ra Thiên Hạ Đệ Nhất Các quả nhiên không đơn giản.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Thuật không gian, cùng loại với nhẫn chứa vật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nhưng nhẫn chứa vật bình thường chỉ có mấy mét vuông. Không gian nơi này lớn hơn nhẫn chứa vật vô số lần. Mà tổng cộng có 99 tầng, càng là một công trình vô cùng to lớn. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe. Anh thuận tay cầm lên một quyển sách, nhận ra đây là võ kỹ cấp hoàng bình thường nhất. Nhìn một lượt mười mấy bản, rõ ràng đều là võ kỹ cấp hoàng. Lăng Thiên Hùng nhìn ra nghi hoặc của Diệp Bắc Minh, Diệp chủ, đây đều là võ kỹ cấp hoàng từng xuất hiện trên địa bàn Côn Luân từ trước tới giờ. Bất luận là còn truyền thừa, hay đã cắt đứt truyền thừa, nơi này đều có bản độc nhất. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra, nói như vậy, chẳng phải nơi này chính là một thư viện võ đạo. Có thể cho rằng như vậy, Lăng Thiên Hùng gật đầu. Diệp Bắc Minh không có hứng thú với võ kỹ, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiếp tục tìm kiếm xem. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, được. Sau một lát, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nhóc, tôi đã tìm được món đồ đó. Ở trong tòa tháp này, hơn nữa còn ở ngay tại tầng thứ 99. Diệp Bắc Minh ngoài ý muốn, sao ông biết đồ vật mà ông tìm được chắc chắn là đồ mà bố tôi để lại. Hi hi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười thần bí, bởi vì vật này, người bình thường không có khả năng có được. Thậm chí, toàn bộ đại lục chân võ cũng không có. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Thiên Hùng, Diệp Bắc Minh đi lên các tầng cao nhất của thiên hạ đệ nhất các. Diệp Bắc Minh nhận ra, mỗi một tầng đều có một đài võ đạo lớn 100 x 100 mét vuông. Trên đài võ đạo tầng thứ 30, có người tu võ đang chiến đấu trên đó. Dưới đài hơn 100 người đang vây xem. Thực lực bọn họ không hề thấp. Đều trên tiên thiên. Hầu hết đều là cảnh giới hợp nhất sơ kỳ. Mà điều khiến người ta còn kinh khủng hơn chính là, khuôn mặt của những người này trông vô cùng trẻ tuổi. Tương đương với người bình thường lúc 30 tuổi. Tuổi thật phỏng chừng cũng không vượt quá 300 tuổi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sao nơi này còn có người đang chiến đấu? Lăng Thiên Hùng giải thích, Diệp chủ, ngài quên sao? Có hai điều kiện để bước vào thiên hạ đệ nhất các. Một, trở thành chủ nhân địa bàn Côn Luân. Hai, tiến vào vị trí trước 300 của bảng xếp hạng lịch sử Côn Luân. Hầu hết mọi người đều đạt điều kiện xếp hạng 300, mới vào thiên hạ đệ nhất các. Diệp Bắc Minh gật đầu, thì ra là thế, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tầng 90. Được. Lăng Thiên Hùng không có hỏi nhiều, dẫn Diệp Bắc Minh lên tầng 90. Diệp chủ. Người tu võ còn lại trong tầng 30 đều nghi hoặc nhìn phương hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Thằng nhóc này có lai lịch gì vậy, nhìn hơi thở anh ta lộ ra mới chừng cảnh giới võ đế thôi. Cảnh giới võ đế là có thể bước vào thiên hạ đệ nhất các sao? Không thể nào. Đoán chừng trên người có thứ gì cố ý che giấu cảnh giới. Có lẽ muốn chơi xiếc giả heo ăn thịt hổ. Chơi giả heo ăn thịt hổ trước mắt chúng ta. Nực cười. Mọi người nghị luận. Ngay cả hai người trên đài võ đạo đều tạm dừng lại. Mang theo ánh mắt nghi ngờ xem kỹ anh ta. Một người đàn ông vạm vỡ trong đó nhếch miệng cười, còn đánh không? Người trẻ tuổi cao gầy đối diện lắc đầu, hôm nay không đánh nữa, Diệp chủ này. Người kia lấy điện thoại di động ra, bấm một mã số alo, lão đại, tầng 30 đến một người. Lăng Thiên Hùng gọi anh ta là Diệp chủ. Cùng lúc đó, tầng thứ 98 thiên hạ đệ nhất các. Một người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn lạnh nhạt lên tiếng, ồ, Diệp chủ, ha ha, có thể có xưng hô thế này, chẳng lẽ bên ngoài đã đấu ra chủ nhân địa bàn Côn Luân? Lão đại, còn một việc nữa, hơi thở tên này để lộ ra mới cảnh giới võ đế. Võ đế, giả heo ăn thịt hổ sao? Người trẻ tuổi ở tầng 98 khinh thường cười, toàn là thứ tôi đã chơi chán. Chờ anh ta đi lên lại nói. Cũng lâu lắm rồi thiên hạ đệ nhất các không có người mới đến. Cúp điện thoại. Ánh mắt người trẻ tuổi lập lòe, chủ nhân địa bàn Côn Luân sao? Lão quỷ, trong vòng 10 phút, tôi muốn toàn bộ tin tức về người này. Rõ. Bên cạnh, một lão giả như quỷ mị đáp lời, biến mất trong bóng đêm. Tốc độ Diệp Bắc Minh rất nhanh. Anh chỉ dùng 5 phút đã đến tầng 90 thiên hạ đệ nhất các. Không gian nơi này còn lớn hơn. Chừng 10 cái sân bóng. Ở chính giữa có một đài võ đạo vô cùng lớn. Dùng thiết thủy đúc thành một khối. Phía trên có dấu nắm tay kinh khủng, vết đao chém dìu đục.
Tầng 90 không có nhiều người lắm, đại khái chỉ có chừng 100 người. Nhìn thấy Lăng Thiên Hùng dẫn theo Diệp Bắc Minh xuất hiện, tất cả đều tò mò nhìn qua, một tên võ đế mà cũng tới. Chúng ta đánh cược đi, xem anh ta có thể đợi ở nơi này bao lâu. 5 phút, hay 10 phút? Giọng nói mọi người vang lên không hề kiêng dè. Như đang nhìn dê bò trong chợ bán thức ăn, thuận miệng bàn bạc. Diệp Bắc Minh không nhìn bọn họ, nếu tôi muốn đi tầng 99, cần điều kiện gì? Lăng Thiên Hùng đang muốn giải thích. Đột nhiên, một giọng nói nghiền ngẫm truyền từ nơi xa đến, để tôi nhìn xem, ai có chí khí lớn như vậy, vừa tiến vào thiên hạ đệ nhất các liền muốn lên tầng 99. Một người đàn ông chừng 27-28 tuổi đi tới. Mắt cao hơn đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Dùng giọng điệu ra lệnh giễu cợt, nhóc, mày có lai lịch gì? Tự báo dòng họ đi. Bốp! Tất cả mọi người ở đó đồng thời quay đầu. Con người hơi co rụt lại, ánh mắt có vài phần kiêng kỵ. Khuôn mặt Lăng Thiên Hùng nghiêm nghị, Diệp chủ, hắn ta là Vương Tu. Cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, hiện tại đang ở tầng 95. Diệp Bắc Minh không nhìn Vương Tu, một người qua đường mà thôi, cần giới thiệu với tôi. Tôi chỉ muốn biết như thế nào mới có thể đến tầng 99. Gì cơ? Chỉ chớp mắt, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi vào người Diệp Bắc Minh. Kinh ngạc, giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, tên này lấy dũng khí từ đâu vậy? Anh ta còn nói Vương Tu chỉ là người qua đường. Đù, trâu bò đấy, giọng điệu quá ngông cuồng. Không ít người nuốt nước miếng. Cũng có người cười lạnh, thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Thằng này không xem Vương Tu ra gì, lần này phải ăn chút đau khổ rồi. Rất nhiều người lắc đầu. Lăng Thiên Hùng nhìn thoáng qua Vương Tu xa sầm mặt, hoảng sợ mở miệng, dựa theo quy củ của thiên hạ đệ nhất các, không thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 99. Ngài nhất định phải khiêu chiến người canh giữ của từng tầng, đồng thời thành công. Mới có thể lên tầng tiếp theo. Nụ cười của Vương Tu đọng lại, thằng kia, mày nói tao là người qua đường. Hiện tại, tao đang xếp hạng 133 trên bảng xếp hạng lịch sử Côn Luân. Cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Năm nay mới chỉ 95 tuổi. Dù nhìn khắp toàn bộ địa bàn Côn Luân, từ xưa đến nay tao cũng là một thiên tài. Vương Tu cắn chặt răng, mày, thế, mà, dám, nói, tao, là, người, qua, đường. Diệp Bắc Minh thở ơ. Như thể không hề nghe thấy. Tiếp tục không nhìn. Vương Tu cảm thấy mình như một vai hề nhảy nhót. Trái tim suýt chút nữa nổ tung. Hắn ta bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thằng kia, tao đang nói chuyện với mày đó, mày không nghe hả? Giống. Hổ gầm rồng ngâm. Giọng Vương Tu vang vọng trong không gian tầng thứ 90. Mọi người giật mình, Vương Tu hoàn toàn nổi giận rồi. Diệp Bắc Minh vẫn không nhìn Vương Tu, khiêu chiến từng tầng một có phải quá phiền phức không? Có thể trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 99 không? Dù sao, chỉ cần khiêu chiến được tầng 99. 8 tầng trước mắt cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Toàn trường yên lặng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Đù má. Thằng này mơ cũng to quá. Trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 99. Từ khi thiên hạ đệ nhất các thành lập đến giờ, chưa từng có một ai ngông cuồng như thế. Lăng Thiên Hùng kinh ngạc đứng tại chỗ, này. Từ trước tới nay, không ai từng đặt câu hỏi như vậy, ngay cả các chủ như ông ta cũng không biết trả lời thế nào. Vương Tu sắp sửa tức giận điên lên, mẹ. Mày, con mẹ nó mày. Một giây sau, Diệp Bắc Minh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Tu, tao đang gấp, cho nên không có hứng thú chấp nhặt với mày. Mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày. Đùng. Một tiếng động rung trời vang lên. Giọng Vương Tu im bặt. Không một ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, Diệp Bắc Minh đã đứng ở chỗ Vương Tu vừa đứng. Còn Vương Tu bay ra ngoài như một con chó chết, hung hăng đụng vào vách tường. Ầm, thi thể Vương Tu khảm vào trong vách tường. Biến dạng, vặn vẹo theo một độ cong cực kỳ kinh khủng. Phần đầu thì trực tiếp biến mất. Hít hà. Xung quanh tĩnh mịch. Mọi người đột ngột ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Chợt cảm thấy một luồng khí lạnh như băng lan từ gan bàn chân lên đỉnh đầu. Yên lặng như tờ. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh nhạt vang lên, Lăng các chủ, ông nói tiếp đi. Ừng ực,
Lăng Thiên Hùng hấp tấp nuốt nước miếng, hai tay giấu trong tay áo không nhịn được mà run lên. Tốc độ thật là đáng sợ. Sức mạnh cũng đáng sợ. Lúc này mới có bao lâu? Chưa đến một tháng đi, anh ta lại tăng lên nhanh như vậy. Anh ta vẫn chỉ là cảnh giới võ đế mà thôi, nếu để anh ta tăng lên thêm mấy cảnh giới, chẳng phải là muốn lên trời. Nội tâm Lăng Thiên Hùng cực kỳ chấn động. Vừa muốn mở miệng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Bắc Minh, 23 tuổi, tu vi nghi ngờ võ đế sơ kỳ. Giới phàm tục, người thành phố Giang Nam. Mọi người quay đầu nhìn về phía bậc thang. Giọng nói này là, chẳng lẽ là người kia xuống? Vèo. Trong chớp mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang. Không thể nào, từ sau khi khiêu chiến tầng 98 thành công, người kia chưa từng xuống lần nào nữa. Nếu người này thật sự xuống tầng, Diệp Bắc Minh này e rằng chết chắc. Một số người tu võ quá 200 tuổi vô cùng ngưng trọng. Mọi người đang nhắc đến ai vậy, sao mấy người lại căng thẳng như thế? Vài người khác tiến vào thiên hạ đệ nhất các không đến trăm năm hỏi. Một người đàn ông mặt chữ điền muốn nói lại thôi, kiêng dè nhìn những bậc thang cuối. Ngẫm nghĩ một lát, nhả ra một câu, Thiên Vương Điện Chủ, Dạ Phong. Thiên Vương Điện Chủ, Dạ Phong, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chợt, đồng loạt hít sâu một hơi. Trời ạ, thế mà lại là người kia. 200 năm trước đã trở thành tồn tại đáng sợ, không gì địch nổi tại địa bàn Côn Luân. Mấy người tu võ hoảng sợ, sột soạt lui lại. Chỉ nghe thấy tên Thiên Vương Điện Chủ Dạ Phong đã bị dọa đến như vậy. Một giây sau, giọng nói kia tiếp tục truyền đến từ cửa cầu thang, tu vi thật sự không rõ. Binh khí kiếm đoạn long. Võ kỹ công pháp không rõ, nhưng lúc triển khai công pháp võ kỹ, có tiếng rồng ngâm truyền đến, nghi ngờ võ kỹ cấp thần. Thân pháp mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Tu vi thật sự cậu tuyệt đối ở trên võ đế, tôi đoán cậu đã dùng biện pháp gì đó để che giấu hơi thở tu vi. Còn về tu vi cụ thể của cậu, tôi phỏng chừng là minh cảnh cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Vừa dứt lời, khắp nơi chấn động. Cái gì cơ? Đù, không phải chứ. 23 tuổi mà cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Anh ta là người vừa đảm nhiệm chức chủ nhân địa bàn Côn Luân. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tên này còn nghịch thiên hơn cả Dạ Phong sao? Nỗi khiếp sợ không thể diễn tả bằng lời. Một giây sau, đầu cầu thang xuất hiện một người đàn ông khôi ngô đến không tưởng. Ba người đi theo phía sau. Một người lão giả như hoa hồng. Hai thiếu nữ có nhan sắc hoa nhường trăng thẹn. Một người trong đó Diệp Bắc Minh quen biết, Lăng Vận Nhi. Một thiếu nữ khác cũng nở rộ rực rỡ như hoa mẫu đơn sặc sỡ lóa mắt. Rất nhiều nam giới nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ. Lăng Vận Nhi kích động, Diệp Bắc Minh, anh trở về lúc nào vậy? Lăng Thiên Hùng quát lớn, Vận Nhi, chớ có nói hưu nói vượn. Vị này chính là chủ nhân địa bàn Côn Luân, mau gọi Diệp Chủ. Diệp Chủ. Đôi mắt những người tu võ ở đây lại lần nữa co rụt lại. Tên này thật sự là chủ nhân địa bàn Côn Luân sao? Mọi người vẫn khó có thể tiếp thu. Lăng Vận Nhi gọi một tiếng, Diệp Chủ. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Chốc lát sau, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Dạ Phong, anh điều tra tin tức về tôi. Dạ Phong không quay đầu lại, cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu trong tay, trên tư liệu thể hiện, trước 18 tuổi cậu chưa từng tiếp xúc với võ đạo. Chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, 5 năm trước cậu cửa nát nhà tan, cậu cũng mất tích 5 năm. 5 năm sau trở về, cậu bắt đầu quật khởi từ Long Quốc, mãi cho đến hiện tại trở thành chủ nhân địa bàn Côn Luân. Toàn bộ quá trình này dùng chưa đến 1 năm. Dạ Phong nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Trời ạ! Mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Đù đù đù! Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh trở nên hoảng sợ, như thể đang nhìn một con quái vật. Trước 18 tuổi không hề tiếp xúc với võ đạo. Chỉ dùng thời gian 5 năm ngắn ngủi mà trở thành người có thực lực đứng đầu địa bàn Côn Luân. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Vận Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tràn ngập mến mộ. Không chỉ cô ta, cô gái xinh đẹp bên người Dạ Phong cũng nhìn thật sâu Diệp Bắc Minh, địa bàn Côn Luân lại có người yêu nghiệt như thế. Không thể nào chứ, không lẽ tin tức của Dạ Phong có lầm? Cô ta nhìn nửa gương mặt Dạ Phong. Đồng thời âm thầm lắc đầu, cũng không có khả năng,
mạng lưới tình báo của Dạ Phong trải rộng toàn bộ địa bàn Côn Luân. Không thể nào là giả. Nếu như vậy, người tên là Diệp Bắc Minh này thật sự chỉ có 23 tuổi sao? 23 tuổi có cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Quá không khoa học đi, dù là cổ tộc chúng ta cũng không có yêu nghiệt như vậy. Hô hấp cô gái xinh đẹp trở nên dồn dập. Bộ ngực phập phồng. Sắc mắt Diệp Bắc Minh phủ đầy sương lạnh, cả đời này của tôi ghét nhất người khác tra thông tin về tôi. Anh không cần phải sống nữa. Cái gì? Mọi người sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Dạ Phong cười, ha. Không thể nào, cậu muốn giết tôi ư? Bóng chớp chồng lên nhau, nhanh chóng lao tới. Dạ Phong bất ngờ, tên này thật sự dám ra tay. Diệp đại ca, đừng, Lăng Vận Nhi hô lên. Ngay cả Diệp chủ cũng quên gọi, hoàn toàn kêu lên ba chữ Diệp đại ca theo bản năng. Tất cả mọi người đồng loạt lạnh mặt, thậm chí cảm giác có hơi buồn cười. Dù anh ta là chủ nhân địa bàn Côn Luân, nhưng vừa tiến vào thiên hạ đệ nhất các liền dám đối địch với thiên vương điện chủ Dạ Phong. Hoàn toàn không biết sống chết. Dạ Phong thấy Diệp Bắc Minh chủ động ra tay, suýt chút nữa giận quá hóa cười, thật sự còn tồn tại loại người không biết sống chết như cậu. Chỉ là chủ nhân địa bàn Côn Luân mà thôi, cậu cho rằng cậu liền vô địch thiên hạ sao? 200 năm trước, tôi có thể làm chủ nhân địa bàn Côn Luân, nhưng bị tôi từ bỏ. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt Dạ Phong, đấm ra một quyền. Dạ Phong nhả ra một câu, lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Dạ Phong nhẹ nhàng nâng tay, nghênh đón nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Một cảnh tượng khiến người khác khó quên suốt đời xuất hiện. Răng rắc một tiếng, cánh tay kia của Dạ Phong nổ tung. Mày! Dạ Phong kinh hãi, ngay cả cơn đau kịch liệt từ cánh tay đều quên. Tiếng răng rắc thứ hai vang lên. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh rơi xuống lồng ngực Dạ Phong. Sau đó, phụt, lồng ngực Dạ Phong xuất hiện một lỗ thủng ghê người, trực tiếp xuyên qua. Này, này, tôi gặp ảo giác sao? Yên tĩnh như chết. Đám người Lăng Thiên Hùng, Lăng Vận Nhi, cô gái xinh đẹp từ cổ tộc, cùng với những cường giả đứng đầu trên bảng Côn Luân đồng loạt nhìn chòng chọc vào lỗ thủng trên ngực Dạ Phong. Nhìn thấy mà giật mình. Công tử! Lão giả quỷ mị sau lưng Dạ Phong hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, hít hà, hàng loạt tiếng hít hà truyền đến. Tất cả mọi người đỏ mặt tới mang tai, da đầu tê dại, trời ạ, thằng này không phải trứng, cũng chẳng phải châu chấu, mà là một con rồng. Đôi mắt cô gái xinh đẹp từ cổ tộc co rụt lại, Dạ Phong thua. Sao có thể? Đôi chân đẹp dưới làn váy lại khẽ run rẩy. Lăng Vận Nhi che miệng nhỏ thật chặt, Diệp đại ca, anh. Tôi, á, một dòng nước ấm trào lên từ trong cơ thể, không đứng yên nổi. Dạ Phong nằm trên mặt đất, vậy mà chưa chết ngay. Tại sao có thể như vậy? Tên này, mình là con cưng của trời cơ mà, thế mà một quyền của anh ta. Dạ Phong có thể cảm nhận được cơn đau nhức kịch liệt từ ngực, một quyền này không chỉ đấm xuyên ngực, mà còn khiến xương toàn thân vỡ vụn. Ngay cả một thân gân mạch cũng gãy. Hơi thở tử vong bao phủ Dạ Phong. Dạ Phong nhìn không được mà run rẩy, tử vong. Cho tới bây giờ chỉ có mình giết người khác lại có thể khiến mình cảm nhận được hơi thở tử vong. Một giây sau, giọng Diệp Bắc Minh vang lên như tử thần đòi mạng, người mà anh muốn giẫm, muốn khoe khoang, tôi không hề có hứng thú quan tâm. Nhưng, đừng biến tôi thành phông nền cho anh. Kiếp sau nhớ kỹ, từ trước đến nay chỉ có Diệp Bắc Minh tôi giẫm lên người khác, không có chuyện người khác giẫm lên Diệp Bắc Minh tôi. Lời này vừa dứt, vèo, anh bước lên trước, đứng trước người Dạ Phong. Giơ chân lên, cái bóng của đế giày chơi bóng xuất hiện trong mắt Dạ Phong. Mạnh mẽ rơi xuống đầu Dạ Phong. Thấy một màn này, trái tim mọi người suýt chút nữa nổ tung. Diệp Bắc Minh không những làm Dạ Phong bị thương nặng, lại còn muốn giết Dạ Phong. Đù má, tất cả mọi người sợ muốn chết. Ong, đúng lúc này. Một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo truyền đến, phong tỏa Diệp Bắc Minh. Đồng thời, cảm giác áp lực như biển rộng truyền từ lòng bàn chân lên. Một chân này của Diệp Bắc Minh không cách nào đạp được xuống. Diệp Bắc Minh, một chân này của cậu dám rơi xuống. Không chỉ cậu sẽ chết, mà toàn bộ địa bàn Côn Luân đều sẽ chôn cùng. Lão giả như quỷ mị kia mở miệng. Lăng Thiên Hùng cũng đột nhiên phản ứng lại,
cổ họng suýt bị nỗi sợ nghẹn lại, Diệp. Diệp Diệp Diệp. Diệp chủ, không nên giết Dạ Phong. Anh ta là đứa con bị từ bỏ của cổ tộc Đại Lục Chân Võ, bây giờ đã thức tỉnh, tạm thời ở thiên hạ đệ nhất các tu võ. Lão quỷ nói thật đấy, nếu cậu dẫm chân xuống, có lẽ Côn Luân Hư sẽ phải bồi táng theo. Cô gái tuyệt sắc của cổ tộc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, do dự một lúc rồi lên tiếng theo, Diệp Bắc Minh, Chu Hoàng tôi nhắc nhở anh một câu. Dạ Phong, không giết được. Lăng Vận Nhi gật đầu sâu sắc, anh Diệp, đừng mạo hiểm. Dạ Phong cười lớn như nhập ma, ha ha ha, đã nghe thấy chưa? Diệp Bắc Minh, mày đúng là một đối thủ đáng sợ. Là tao đã sơ suất, lật thuyền trong mương. Nếu cho tao một cơ hội, tao sẽ bóp vỡ cái cổ của mày. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, đáng tiếc, mày không còn cơ hội. Vậy sao? Dạ Phong bật cười, hắn không hề tin, lão quỷ, đừng ngăn hắn. Công tử! Lão quỷ cau mày. Sắc mặt Dạ Phong điên cuồng, vãi. Tôi bảo ông đừng ngăn cản hắn, ông không hiểu hả? Rõ. Lão quỷ lạnh lùng gật đầu. Áp lực ngút trời biến mất. Bây giờ, chỉ cần Diệp Bắc Minh đồng ý, giơ một chân là có thể dẫm chết Dạ Phong. Giọng của Dạ Phong vang lên, Diệp Bắc Minh, đã cho mày cơ hội rồi, mày dám mạo hiểm bằng việc Côn Luân Hư bị tiêu diệt để giết. Còn chưa nói hết một câu. Phụt. Giày đá bóng Wario dẫm mạnh xuống. Cái đầu của Dạ Phong nở hoa, bỏ mạng tại chỗ. Tao không dám, nực cười. Dạ Phong chết rồi. Cái đầu nở hoa. Đám người đều nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng sự việc xảy ra thực sự. Đôi mắt của họ cũng sắp nổ tung, nhìn chằm chằm thi thể không có đầu của Dạ Phong. Cơ thể của Lăng Vận Nhi run lên, Dạ Phong chết thật rồi. Chu Hoàng giật mạnh lông mày. Nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, rốt cuộc kẻ này có lai lịch thế nào? Lại dám giết Dạ Phong? Ánh mắt lóe lên, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì. Suýt! Tất cả mọi người hít khí lạnh, đúng là không dám tin vào mắt mình. Công tử! Lão quỷ phát ra tiếng tức giận gào thét xé gan xé phổi, khuôn mặt già vốn đáng sợ, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Súc sinh, mày dám giết công tử Dạ Phong? Tao bảo đảm mày sẽ hối hận vì đã ra khỏi bào thai của mẹ mày. Vừa dứt lời, lão quỷ bước một bước đến trước Diệp Bắc Minh với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong tay có thêm một loại vũ khí quỷ dị, chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cẩn thận. Kẻ này là thánh cảnh hậu kỳ. Liền sau đó, một giọng nói băng lạnh vang lên, lão quỷ, nơi này là thiên hạ đệ nhất các, ông muốn đánh người ở đây sao? Một bóng hình khác xuất hiện, chặn trước người Diệp Bắc Minh. Nhẹ nhàng giơ tay, lại tóm chặt vũ khí của lão quỷ. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, là Thánh Vương đó. Những người khác tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, lại là ai đây? Chưa từng gặp. Đồng tử của lão quỷ co lại, chân nguyên toàn thân bỗng phát lực, lão già, chuyện của cổ tộc, ông cũng dám quản. Thiên hạ đệ nhất các này của ông muốn bị tiêu diệt sao? Một luồng uy thế ngút trời cuồn cuộn nổi lên. Tất cả mọi người gần đó đều lùi lại liên tiếp, chỉ có một mình Diệp Bắc Minh vẫn đứng tại chỗ. Ông lão tỏ vẻ mặt lạnh lùng, ông nói nhiều quá rồi đấy, hoặc là cút, hoặc là chết. Tấn công ra một quyền, giáng xuống lồng ngực của lão quỷ. Phập! Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên. Lão quỷ bay đi giống như chó chết, điên cuồng phun ra máu tươi, ông được lắm. Dậm chân! Nhanh chóng biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn ông lão này. Bọn họ biết rõ sự khủng bố của lão quỷ, vậy mà bị ông lão này đánh trọng thương bằng một quyền. Lão tiền bối này là ai? Người canh giữ của thiên hạ đệ nhất các sao? Chưa từng gặp. Có người nhỏ tiếng bàn tán. Đột nhiên, đồng tử của Lăng Thiên Hùng co lại, ông là Lão Tổ Khương Thứ. Lăng Vận Nhi kinh hãi hô một tiếng, a, à, Lão Tổ Khương Thứ. Chẳng phải ông ấy sớm đã tọa hóa rồi sao? Là tôi. Ông lão gật đầu rồi mỉm cười nhìn Lăng Vận Nhi, nha đầu, lão tổ vẫn luôn ở thiên hạ đệ nhất các bảo vệ mọi người. A, à, Lăng Vận Nhi tỏ vẻ mặt chấn kinh, lúc ông tọa hóa đã là thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Khương Thứ, giống như đối diện với vực sâu, áp lực cực lớn. Chu Hoàng kiêng sợ nhìn Khương Thứ, kẻ này ít nhất là cảnh giới Thánh Vương đấy. Côn Luân Hư nhỏ bé lại có cường giả cảnh giới Thánh Vương,
xem ra nơi này rất không bình thường. Khương Thứ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc, bốc lửa của mọi người. Quay đầu nhìn sang Diệp Bắc Minh, cậu muốn lên tầng thứ 99 của thiên hạ đệ nhất các ư. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế. Khương Thứ mỉm cười, đi thôi, tôi dẫn cậu đi. Diệp Bắc Minh do dự một lúc, tiến vào tầng thứ 99, chẳng phải cần thử thách từng tầng một sao. Khương Thứ thản nhiên nói, đó là người khác, còn cậu, có đặc quyền này. Được. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm. Hai người vừa biến mất, thì hiện trường lập tức sôi sục. Bù! Dạ Phong chết thật rồi, vãi! Diệp Bắc Minh này cũng thật lợi hại, lại dám giết Dạ Phong. Tôi vẫn hơi không dám tin, Dạ Phong ngông cuồng tự cao tự đại lại chết rồi. Rất nhiều người điên cuồng nuốt nước miếng. Hai người vừa đến tầng 98 của thiên hạ đệ nhất các. Khương Thứ thục một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, lão nô Khương Thứ, tham kiến cậu chủ. Cái gì? Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Vãi! Một thánh vương lại quỳ xuống, gọi mình là cậu chủ. Vãi! Lại là mẹ của tôi sắp xếp ư. Khương Thứ rất kích động, là bố của cậu sắp xếp. Lúc lão nô từ thánh cảnh đột phá thánh vương, suýt nữa thì chết. Là bố của cậu đã cứu mạng tôi, còn giúp tôi tiến vào cảnh giới thánh vương. Chủ nhân bảo tôi ở thiên hạ đệ nhất các đợi cậu chủ, cuối cùng ngày này đã đến. Diệp Bắc Minh hiểu ra, thì ra là vậy, nói như vậy thì ông từng gặp bố của tôi phải không? Ông ấy là người như thế nào? Khương Thứ tỏ vẻ mặt sùng bái, tay cầm nhật nguyệt hái sao sáng, trên thế gian không còn người nào giống như ông ấy. Diệp Bắc Minh vội vã hỏi, ông từng thấy ông ấy trông như thế nào không? Có thể vẽ ra cho tôi không? Việc này, Khương Thứ hơi khó xử, chủ nhân chỉ xuất hiện một lần, mặc áo choàng và đeo mặt nạ. Trên thực tế lão nô cũng chưa từng thấy dáng vẻ thực sự của chủ nhân. Nhưng, khí phách của chủ nhân đủ khiến lão nô thần phục. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng. Nhìn sang cầu thang của tầng 99, đi thôi, tôi muốn vào tầng 99. Được. Khương Thứ đáp một tiếng. Lấy ra một tấm lệnh bài khắc phù văn cổ, cắm vào lỗ khóa của cửa lớn. Cửa lớn ầm ầm mở ra. Cậu chủ, mời cậu. Lão nô không có tư cách tiến vào, không đi lên nữa. Diệp Bắc Minh thầm gật đầu, nhìn cửa lớn thông đến tầng 99. Hơi thở dần dần dồn dập. Bước lên cầu thang, tiến vào tầng 99. Một lát sau, trước mắt rộng rãi thông thoáng. Tầng 99 không lớn, xung quanh xám mờ mờ, vị trí ở giữa có một cái bục nhỏ. Có bốn thứ được đặt trên bục. Một chiếc hộp kim loại. Một cái mặt nạ màu đen. Một cái áo choàng màu đen. Có lẽ là đồ của bố anh từng dùng. Cuối cùng, có một bức thư. Diệp Bắc Minh mở bức thư. Một dòng chữ xuất hiện trước mắt, cậu nhóc, ta là bố của con. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, bố mình thật hài hước đấy. Tiếp tục đọc, Bắc Minh, khi con đến nơi này, có lẽ đã là người đệ nhất Côn Luân Hư rồi. Vũ đài của con không chỉ là Côn Luân Hư, con đường sau này của con, mẹ của con cũng sắp xếp cho con rồi. Nếu con muốn trở nên mạnh hơn, thì đi ra bên ngoài. Nếu con muốn sống những ngày yên ổn, thì ở lại Côn Luân Hư đi. Cưới mấy cô gái về, sinh một đàn nhóc con mập mạp. Việc mà bố con không dám làm, tốt nhất con làm thay bố đi. Bố chỉ dám có một người phụ nữ là mẹ con. Diệp Bắc Minh không nhịn được cười. Không biết bao nhiêu tuổi con mới có thể đến nơi này, là 30 tuổi. Hay 50 tuổi. Rất tiếc khi con còn nhỏ, bố không ở bên cạnh con. Đừng trách người làm bố như bố, có bố mẹ nào mà không muốn con cái ở bên cạnh. Bố thực sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, bố để lại cho con một thứ đồ tốt, coi như là bù đắp cho con. Diệp Bắc Minh nghiêm mắt lại. Nhìn sang chiếc hộp kim loại đó. Tiện tay mở ra. Một luồng khí tức cường mạnh ập đến. Nó lại đập dữ dội. Phập, phập, phập. Vãi. Là trái tim của chân long. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục và Long Đế cùng lên tiếng. Lúc chiếc hộp sắt mở ra. Trong một tòa nhà cực kỳ cổ xưa. Mấy ông lão bỗng mở đôi mắt, khí tức của chân long. 20 năm trôi qua, cuối cùng khí tức của chân long lại xuất hiện rồi. Ha ha ha, cơ hội của chúng ta đến rồi. Uống long huyết, chúng ta nhất định có thể đột phá cảnh giới vực chủ rồi.
không tiếc mọi giá, nhất định phải tìm được vị trí của Long Huyết. Xoạt, xoạt, xoạt. Mấy bóng hình bay vút lên trời. Diệp Bắc Minh nhìn trái tim đỏ tươi đó, hơi kinh ngạc, trái tim của chân long. Trái tim rời khỏi cơ thể vậy mà vẫn còn đập. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động, cậu nhóc, cậu đúng là cực kỳ may mắn đến nghịch thiên. Đừng đợi nữa, mau chóng nuốt chửng trái tim chân long này đi. Nó có lợi cực lớn với cậu. Long đế đố kỵ đến muốn chết vãi, Diệp Bắc Minh, tại sao bản đế không có người bố lợi hại như vậy? Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Không hề do dự, trực tiếp nuốt chửng. Khoảnh khắc long huyết tiến vào cơ thể anh, Diệp Bắc Minh cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung. Ô, hừ khó chịu một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh. Một cảm giác xé gan xé phổi xông ngang đập dọc trong cơ thể. Lúc này, kinh mạch, xương cốt, máu thịt của Diệp Bắc Minh đang giằng xé điên cuồng. Anh cắn răng chịu đựng. Nửa ngày sau, cơ thể của anh xảy ra thay đổi long trời lở đất. Bù, một luồng khí tức cường mạnh bùng nổ. Diệp Bắc Minh không nhịn được tấn công ra một quyền, đánh lên bức tường của tầng 99. Phập, thiên hạ đệ nhất các rung lên dữ dội. Có chuyện gì vậy? Động đất hả? Mọi người trong thiên hạ đệ nhất các kinh hồn bạt vía. Chu Hoàng nghiêm trọng nhìn về hướng tầng 99, là anh ta sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Thứ đứng ở vị trí tầng 98, khuôn mặt già nghiêm trọng nhìn cầu thang tầng 99. Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy chân nguyên trong cơ thể điên cuồng nổi lên, dường như đang sôi trào. Bù! Cảnh giới của anh từ võ đế sơ kỳ, trực tiếp tiến vào võ đế trung kỳ. Vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đột phá. Võ đế hậu kỳ. Tiếp tục đột phá. Võ đế hậu kỳ đỉnh phong. Đột phá tiếp cho tôi. Diệp Bắc Minh gầm thét lên một tiếng, đôi mắt tràn đầy tia máu vô tận. Nhảy vọt tiến vào cảnh giới võ thần. Sức mạnh của long huyết mới biến mất. Cảnh giới cũng hoàn toàn ổn định vững chắc. Trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên vẻ kích động, vãi, long huyết lại cường mạnh như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, đột phá cảnh giới vẫn còn là nhẹ. Đáng sợ nhất là cơ thể của cậu đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Sức mạnh của cậu, độ mạnh thân thể, tuyệt đối không chỉ tăng lên mấy lần. Mà cậu vừa mới chỉ nuốt chửng long huyết, vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Sau này, cậu hoàn toàn luyện hóa long huyết trong cơ thể mình, chắc chắn nghịch thiên. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, vậy sao? Tấn công ra một quyền. Thiên hạ đệ nhất các rung lắc dữ dội. Lại thêm một quyền. Phập. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi cũng rất mong đợi hiệu quả sau khi hấp thụ toàn bộ tất cả long huyết. Cuối cùng, anh nghiêm mắt, nhìn sang mặt nạ và áo choàng màu đen. Vẫy tay thu hết vào trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Lúc này, ở một nơi của đại lục chân võ. Khí tức của long huyết biến mất rồi. Thế này là sao? Chẳng lẽ có người đã hấp thụ long huyết? Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Một ông lão tức giận gào thét, khí tức của long huyết mới xuất hiện có nửa ngày, làm sao có thể bị người khác hấp thụ được. Dưới bầu trời không có người như vậy. Khương Thứ nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi ra khỏi cửa lớn tầng 99, vẻ mặt cứng đờ, cậu chủ, cậu từ võ đế sơ kỳ tiến vào võ thần sơ kỳ rồi ư. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đúng thế. Suýt. Khương Thứ hít khí lạnh. Diệp Bắc Minh tiến vào tầng 99 chưa đến nửa ngày mà. Vậy mà đã tăng một cảnh giới lớn. Đúng là nghịch thiên. Hai người đi một mạch xuống tầng 90. Diệp Bắc Minh xuống rồi. Đợi đã, cảnh giới của anh ta. Vãi. Võ thần sơ kỳ. Mới nửa ngày, cậu nhóc này tăng một cảnh giới lớn. Làm sao có thể? Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người, trố mắt há hốc miệng. Lăng Vận Nhi cảm thấy hơi chóng mặt. Anh Diệp, anh có được kỳ ngộ gì ở tầng 99 sao? Lăng Thiên Hùng quát một tiếng, Vận Nhi, không được phép vô lễ với Diệp chủ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, không sao. Đột nhiên, Chu Hoàng đi đến, chủ động cười với Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, có muốn gia nhập nhà họ Chu không? Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, không muốn. Anh, Chu Hoàng ngẩn người, không ngờ Diệp Bắc Minh từ chối dứt khoát như vậy. Các võ giả còn lại cũng tỏ vẻ mặt chấn kinh. Thậm chí có người nhắc nhở, Diệp Bắc Minh. Cậu đừng không biết tốt xấu. Nhà họ Chu là đại tộc thượng cổ của đại lục chân võ,
bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn gia nhập nhà họ Chu đấy. Cậu từ chối làm gì? Mau đồng ý đi. Không thiếu võ giả đỏ cả con mắt. Tràn đầy tia máu. Vãi! Cơ hội tốt như vậy, sao lại từ chối? Chu Hoàng nở nụ cười, bây giờ thì sao? Tôi mời anh lần nữa, có gia nhập nhà họ Chu không? Diệp Bắc Minh quay người bỏ đi, không có hứng. Chu Hoàng thộn mặt, hét lớn với bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh giết Dạ Phong, đã gây ra tai họa to lớn. Ngoại trừ nhà họ Chu tôi, Côn Luân Hư không có thế lực nào có thể bảo vệ anh. Gia nhập nhà họ Chu, là lựa chọn duy nhất của anh. Tôi thấy anh có thiên phú tu võ không tệ, mới nổi lòng yêu mến nhân tài, anh đừng không biết tốt xấu. Chữ cuối cùng vừa dứt. Diệp Bắc Minh cũng chẳng thèm quay đầu lại. Trong lòng Chu Hoàng dâng lên chút thất vọng nho nhỏ. Bao nhiêu năm nay, Diệp Bắc Minh là người đầu tiên từ chối cô ta. Kể cả là Dạ Phong, khi cô ta đưa ra yêu cầu, cũng chỉ có đồng ý. Ở lối ra vào sơn cốc của thiên hạ đệ nhất các. Khương Thứ dừng lại, cậu chủ, tôi tiễn cậu đến đây thôi. Dù sao, tôi vẫn là người canh giữ của Côn Luân Hư, không thể rời khỏi nơi này. Nếu sau này cậu gặp rắc rối, có thể đến đây tìm tôi bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh nghiêm mắt, nhìn sang Khương Thứ, sau khi ông tiến vào cảnh giới Thánh Vương, có phải kinh mạch bị tổn thương không? Khương Thứ tỏ vẻ chấn kinh, cậu chủ, cậu, làm sao cậu biết? Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Trong tay có thêm mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể của Khương Thứ. Trong tích tắc, toàn thân Khương Thứ run lên dữ dội, việc này, làm sao có thể? Kinh mạch tổn thương của ông ta lại được nối liền. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, tôi có phương thuốc, ông điều phối theo dược liệu bên trên mà uống. Có lẽ có thể hồi phục kinh mạch trong cơ thể ông. Khương Thứ cầm đơn thuốc, kích động đến toàn thân run lên. Thục một tiếng chư xê tiếp quỳ xuống, cậu chủ, bố của cậu đã cứu tôi một lần. Lần thứ hai cậu cứu tôi, ân tình này, như công ơn tái tạo. Khi Khương Thứ lại ngẩng đầu lên, Diệp Bắc Minh đã biến mất không còn bóng dáng. Rời khỏi thiên hạ đệ nhất các, về đến sơn cốc. Vừa đi được mười mấy km, một giọng nói âm lạnh vang lên, he he he, xúc sinh, nếu tao là mày, thì cả đời sẽ trốn trong thiên hạ đệ nhất các không ra ngoài. Vậy mà mày dám ra ngoài. Một bóng hình như quỷ mị chặn đường đi của Diệp Bắc Minh. Lão quỷ âm lạnh nhìn Diệp Bắc Minh, ấy, mày tăng cấp rồi ư. Ông ta hơi chấn kinh, nửa ngày ngắn ngủi, đã từ võ đế tăng cấp đến cảnh giới võ thần. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, đầu năm, đã có người vội vàng nộp mạng. Kiếm Đoạn Long. Quát lên một tiếng. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay anh. Liền sau đó. Từ sau lưng Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng ma khí màu đen khủng bố. Trong ma khí màu đen đó lại thấp thoáng ẩn hiện một con chân long gầm thét. Lão quỷ bị khí thế khủng bố này làm kinh hãi ngẩn người. Nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh, đồng tử càng co mạnh lại, vãi, kiếm long đồ. Kiếm long đồ ở trong tay mày. Lão quỷ kích động cười dữ tợn, khà khà khà. Xúc sinh, đã như vậy, tao càng không thể để mày sống. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, sao ông lại cho rằng ông có thể giết được tôi? Lão quỷ còn chưa ra tay, Diệp Bắc Minh đã bước một bước xuất hiện trước ông ta. Sơ kiếm Đoạn Long trong tay, đập mạnh xuống. Muốn chết hả? Khuôn mặt già của lão quỷ sầm xuống, mở rộng năm ngón tay tóm về phía kiếm Đoạn Long, xúc sinh, tao còn chưa ra tay, mày đã dám. Còn chưa nói hết một câu, lão quỷ đã kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bị nổ tung, máu tươi đầm đìa. Diệp Bắc Minh dồn lực lên đầu gối, đập một cái lên lồng ngực của lão quỷ. Rắc rắc một tiếng giòn tan vang lên. Lão quỷ cảm thấy lồng ngực cũng sắp nổ tung, lục phủ ngũ tạng đau rát. Lăn lộn mấy chục mét dưới đất rồi mới dừng lại, nhếch nhác bò dậy, xúc sinh, tao đã coi thường mày rồi. Quả nhiên uy lực của kiếm long đồ rất khủng bố, nếu không phải tao đang bị nội thương. Thì có đến lượt mày ngang ngược trên đầu tao không? Diệp Bắc Minh nở nụ cười như chẳng việc gì, vậy sao? Anh vác kiếm Đoạn Long, từng bước đi đến như tử thần. Lão quỷ nheo mắt, xúc sinh, mày phải biết rằng, ranh giới của cảnh giới, không phải mày có thể tùy tiện vượt qua. Trước mặt thánh cảnh, cảnh giới dưới thánh cảnh đều là con kiến. Diệp Bắc Minh cong khóe miệng cười, thánh cảnh,
cũng không phải tôi chưa từng giết. Lão quỷ kinh hãi trong lòng, tên nhóc này từng giết thánh cảnh. Không thể nào. Tên nhóc này chắc chắn đang dọa mình. Lão quỷ gầm thét một tiếng, xúc sinh, đi chết đi. Trong lúc giơ tay lên, trong tay có một thêm thanh trường đao đen nhánh. Đao khí màu đen nổi lên, sôi sục giống như dao long nổi lên mặt nước. Mặt đất xung quanh bành bành mổ tung, đất đá bay loạn. Diệp Bắc Minh không những không né tránh, ngược lại cầm kiếm đoạn long tấn công lên, ông rất thích chơi đao phải không? Choang một tiếng giòn tan. Trường đao màu đen trực tiếp nổ nứt, hóa thành vô số mảnh vụn bay đi. Kiếm đoạn long vẫn không dừng lại, kéo ra một đường kiếm khí màu đỏ máu hóa thành chân long. Chém xuống cơ thể già nua của lão quỷ. Đồng tử của lão quỷ co mạnh lại, quay người định bỏ chạy. Ông ta sớm đã bị thương, tốc độ không còn nhanh. Sau lưng vẫn vang lên giọng của Diệp Bắc Minh, nhìn đi, thánh cảnh đấy. Làm sao thế hả, vừa nãy chẳng phải còn rất ra vẻ tự cao sao? Sao bây giờ lại quay người bỏ chạy thế hả? Mày! Lão quỷ tức giận quay đầu. Phập! Chân long màu máu đập lên lồng ngực của lão quỷ, đánh ông ta bay đi. Đan điền nổ tung trong không trung, rơi mạnh xuống đất như chó chết. Lão quỷ vừa ngẩng đầu, Diệp Bắc Minh đã đứng trước người ông ta. Cất giọng lạnh như băng, thánh cảnh phải không? Sắc một tiếng, một cái chân của lão quỷ trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu. A! À, lão quỷ kêu thảm thiết không ngừng, xúc sinh. Rắc, xúc sinh phải không? Rắc, ở đây mai phục tôi phải không? Rắc, công tử nhà ông thiên hạ đệ nhất phải không? Rắc, có một khuôn mặt đen thui thì ở đây tự xưng là quỷ phải không? Rắc, có phải muốn sau khi mai phục tôi, sẽ đi giết người thân bạn bè của tôi phải không? Rắc, rắc, rắc. Mỗi một lần Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống, trên người lão quỷ lại có một miếng thịt hóa thành xương máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. A, à, không, không có, tôi không có ý đó. Lão quỷ sợ hãi lắc đầu, Diệp công tử, cậu Diệp. Tôi biết sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Cậu thiếu niên trước mặt, thực sự quá khủng bố. Có còn là người không? Bây giờ trong lòng lão quỷ chỉ có một ý nghĩ, đó là cầu xin. Hy vọng thanh niên khủng bố này có thể tha cho mình một mạng. Xin tha mạng phải không? Phập, chân dẫm xuống. Cái đầu của lão quỷ trực tiếp nổ tung. Suýt, cách mấy trăm mét, Chu Hoàng nhìn thấy cảnh này không nhịn được hít khí lạnh. Đồng tử điên cuồng co lại. Cô ta còn định đợi sau khi Diệp Bắc Minh rơi vào nguy hiểm, cô ta sẽ ra tay tương trợ. Không ngờ lão quỷ lại thất bại. Bị giẫm nổ tung đầu. Tuy lão quỷ bị thương, nhưng Diệp Bắc Minh cũng không đến mức có sức chiến đấu khủng bố thế chứ. Các người xem đủ chưa? Một giọng lạnh như băng vang lên. Chu Hoàng kinh hãi, quay đầu nhìn theo bản năng. Không biết Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau cô ta từ lúc nào. Mới chỉ qua mấy giây thôi mà. Tốc độ quá nhanh. Bảo vệ tiểu thư. Mấy người đàn ông trung niên quát lớn một tiếng. Cảnh giới của bọn họ từ cảnh giới hợp nhất trung kỳ đến hậu kỳ. Lúc này, đối diện với Diệp Bắc Minh võ thần sơ kỳ, lại có một cảm giác như đối diện với tử thần. Lúc này, trong đôi mắt của Chu Hoàng đầy kinh sợ, cô ta nuốt nước miếng. Vội vàng giải thích, Diệp công tử, anh nghe tôi nói. Chu Hoàng tôi tuyệt đối không có ác ý với anh. Chỉ vì rời khỏi thiên hạ đệ nhất các thì buộc phải đi qua con đường này, chúng tôi vừa rời khỏi thì nhìn thấy lão quỷ chặn đường anh. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời dừng ở đây. Sát ý của Diệp Bắc Minh dần giảm bớt. Anh nhìn Chu Hoàng, hỏi thăm một chuyện. Gia tộc đứng sau Dạ Phong có thực lực thế nào? Chu Hoàng rất thông minh, lập tức hiểu ý của Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh lo lắng nhà họ Dạ sẽ báo thù sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh không lo lắng cho mình, mà lo cho những người bên cạnh. Đôi mắt Chu Hoàng lóe lên, nhà họ Dạ là gia tộc truyền thừa từ thời đại thượng cổ, căn cơ, bối cảnh, thế lực đều vô cùng khủng bố. Thậm chí, còn cường mạnh hơn nhà họ Chu một chút. Cô ta cười xinh đẹp, lại đưa ra lời đề nghị, đương nhiên, nếu anh Diệp gia nhập nhà họ Chu, tôi bảo đảm chuyện anh giết Dạ Phong sẽ không có bất kỳ hậu quả nào. Diệp Bắc Minh cười ngạo mạn, chỉ một gia tộc thượng cổ nhỏ bé, có thể làm gì được tôi? Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể tiêu diệt lực lượng của bọn họ. Nếu bọn họ không gây chuyện với tôi, chuyện này coi như bỏ qua.
bọn họ dám đến gây chuyện với tôi, thì tiêu diệt sạch đi. Vừa dứt lời. Cái gì? Cơ thể mấy người Chu Hoàng run lên, tất cả ngẩn người. Trong đôi mắt nhìn Diệp Bắc Minh lóe lên vẻ kinh sợ. Khoảnh khắc vừa nãy, Diệp Bắc Minh cho người ta cảm giác như tử thần giáng thế. Dường như thanh niên này không hề bốc phét, mà đang nói sự thực. Chu Hoàng nuốt nước miếng, anh Diệp, anh không đùa đấy chứ? Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi lại, cô nhìn tôi giống như đang đùa sao? Nhưng, tạm thời cần nhờ cô một việc. Việc gì? Chu Hoàng hơi khó chịu. Giọng điệu này của anh giống như đang nhờ vả sao? Đôi mắt đẹp chớp trai cái, lộ ra nụ cười giảo hoạt, anh Diệp, anh nói đi. Diệp Bắc Minh cũng không khách sáo, giúp tôi giấu chuyện Dạ Phong đã chết, càng lâu càng tốt. Bây giờ anh vẫn chưa đủ sức mạnh đối kháng với gia tộc Thượng Cổ. Không phải vì anh sợ gia tộc Thượng Cổ, mà anh lo sợ người bên cạnh anh gặp nguy hiểm. Chu Hoàng trực tiếp đồng ý, không vấn đề. Chuyển giọng điệu, nhưng, tôi giúp anh Diệp lần này, anh Diệp cũng nợ tôi một ân tình phải không? Tôi không thích nợ ân tình người khác, nợ ân tình của cô, bây giờ trả luôn đi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh trực tiếp tóm cổ tay của Chu Hoàng. Bảo vệ tiểu thư, mấy người đàn ông trung niên kinh ngạc. Chu Hoàng không cảm thấy Diệp Bắc Minh cố ý, lập tức quát một tiếng, dừng tay. Mấy người đàn ông trung niên dừng lại. Diệp Bắc Minh đã tóm chặt cổ tay của Chu Hoàng. Lần đầu tiên Chu Hoàng tiếp xúc da thịt với đàn ông xa lạ, trái tim cô ta đập mạnh, anh Diệp, anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh không nói gì. Giơ tay, mấy cây kim châm cắm vào trong cơ thể của Chu Hoàng. Sau đó đưa tay tóm về phía lồng ngực của Chu Hoàng. Ấn lên trên một đỉnh núi. A! À, Chu Hoàng thét lên một tiếng. Cơ thể giống như có dòng điện chạy qua, hai chân mềm nhũn, suýt đứng không vững. Mấy người đàn ông trung niên kinh hãi ngẩn người. Vãi! Tên nhóc này gan to bằng trời. Nhìn thấy bàn tay của Diệp Bắc Minh không ngừng lần mò sờ trên người Chu Hoàng, mấy người đều thộn mặt. Diệp Bắc Minh, cậu dám! Mấy người quát lên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Chu Hoàng đỏ mặt, ánh mắt mơ màng. Trong cơ thể như có dòng điện chạy qua liên tục. Hơi thở tựa hoa lan, cắn môi nói, tất cả, dừng tay, cho tôi, phù phù, dừng tay. Không có, lệnh, của tôi, bất kỳ ai, cũng, không được phép, ngăn cản, anh, Diệp. Nhìn trạng thái của Chu Hoàng. Ánh mắt của mấy người hơi quái dị. Chẳng lẽ tiểu thư có sở thích đặc biệt sao? Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Cuối cùng vỗ một cái lên mông của Chu Hoàng. Bốp! Một tiếng giòn tan. Lực đàn hồi căng vừa đủ. Chu Hoàng còn chạy về phía trước hai bước theo bản năng, quay đầu chừng Diệp Bắc Minh một chút, cảm ơn anh Diệp. Đậu má! Mấy người đàn ông trung niên hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẹ nó tình huống gì đây? Người ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn cảm ơn người ta. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự có sở thích kia sao? Một giây sau, Diệp Bắc Minh bình tĩnh mở miệng, bệnh kín trong cơ thể cô đã bị tôi hoàn toàn loại trừ rồi. Đây cũng là do cô luyện công từ khoảng 6 tuổi dẫn đến đúng không? Chu Hoàng giật mình, anh Diệp, ngay cả cái này anh cũng biết sao? Mấy người đàn ông trung niên ngây ra. Bệnh kín trong cơ thể tiểu thư đã bị loại trừ rồi. Ông trời ơi! Chẳng lẽ vừa rồi là đang chữa bệnh? Bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Cách làm này đúng là rất mới lạ. Không phải là tên nhóc này cố ý đấy chứ, mấy người thầm nghĩ trong lòng. Diệp Bắc Minh không giải thích, sau khi cơ thể cô bị hao tổn, hẳn là đã được cao nhân cứu giúp, nếu không chắc hẳn cô đã sớm tàn phế rồi. Gương mặt xinh đẹp của Chu Hoàng nóng lên, gật đầu, không sai, phụ thân đã tìm một ân sư cho tôi, người đó đã cứu tôi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn cô ta, từ đó về sau. Cô vẫn luôn dùng thuốc để điều trị thân thể đúng không? Chu Hoàng có chút kinh ngạc, anh Diệp, sao anh nhìn ra được? Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy thâm ý, bởi vì bắt đầu từ khi đó, trong thân thể của cô đã bị người ta hạ một loại độc dược mãn tính. Đương nhiên, loại độc dược này cũng không chí mạng. Nhưng mà nó cũng sẽ hủy hoại con đường võ đạo của cô, cả đời này cô chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới hợp nhất là căng nhất. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không cần suy nghĩ đến việc tăng lên nữa, bởi vì căn cơ của cô đã bị phá hỏng rồi. Cái gì? Thân thể mềm mại của Chu Hoàng run rẩy. Đối với cô ta mà nói,
tin tức này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Anh Diệp, anh nói thật sao? Tôi không cần thiết lừa cô. Là ai, rốt cuộc là ai hạ độc cho tôi? Cô thử nghĩ một chút, những dược liệu này là ai chuẩn bị cho cô? Nghe thấy lời này, trái tim của Chu Hoàng lập tức chấn động. Cô ta bừng tỉnh, là cô ta. Vì sao chứ? Diệp Bắc Minh lười hỏi nhiều, xem ra cô đã biết là ai, nếu như vậy, hai chúng ta thanh toán xong. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Chu Hoàng vội vàng ngăn cản Diệp Bắc Minh, Diệp thần y, nếu ngài có thể nhìn ra tôi trúng độc, mà lại biết trong cơ thể tôi có bệnh kín. Ngài nhất định sẽ có biện pháp giải độc chứ? Xin ngài hãy giải độc cho tôi, Chu Hoàng nợ ngài một ơn tình. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tôi đã giải độc cho cô rồi, bây giờ cô đã không còn vấn đề gì nữa. Hả? Chu Hoàng ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Bắc Minh, đã giải độc. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, cũng chưa hoàn toàn giải độc đi, còn cần chờ độc tố hoàn toàn bài xuất ra bên ngoài cơ thể đã. Chu Hoàng kích động hỏi một câu, phải làm sao mới có thể bài xuất độc? Diệp Bắc Minh phun ra một câu, hoặc là từ phía trên, hoặc là từ phía dưới. Anh cảm thấy cũng gần đến thời gian rồi. Vèo. Trong nháy mắt đã biến mất. Một giây sau. Phẹt, phẹt. Đằng sau Chu Hoàng phát ra những âm thanh không thể miêu tả. Một thứ mùi tỏa ra. Mấy người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại. A. À. Chu Hoàng thẹn thùng dậm chân, không đằng sau Diệp Bắc Minh chạy nhanh như vậy. Mấy phút sau, mọi người mới xích lại một lần nữa. Tiểu thư, Diệp Bắc Minh này có đáng tin không? Chu Hoàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tên khốn này lại khiến tôi mất mặt, quá đáng ghét. Nhưng mà cũng phải làm được chuyện đã đồng ý với anh ấy. Chỉ bằng y thuật của anh ấy đã vượt xa đám lang băm kia của nhà họ Chu rồi. Lại càng không cần phải nói đến thiên phú võ đạo. Một người đàn ông trung niên nhíu mày, thế nhưng tên nhóc này nói năng quá hùng hồn, lại còn nói mình có năng lực hủy diệt gia tộc cổ bên trên nữa. Đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa hành vi của cậu ta đối với tiểu thư vừa rồi, quả thực là. Chu Hoàng hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, trong cơ thể lại có một dòng điện dâng lên, im ngay, không được nói. Ai cũng không được phép truyền chuyện này ra ngoài, nếu không mấy ông biết kết cục rồi đấy. Rõ. Mấy người vội vàng trả lời. Chu Hoàng nhìn phương hướng Diệp Bắc Minh rời đi, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Bắc Minh anh chờ đấy cho bản tiểu thư, lần sau bản tiểu thư nhìn thấy anh, nhất định sẽ đánh. Mông anh. Long Đô Đại Chu, bên trong đại điện Hoàng Cung. Chu Lạc Ly ngồi trên long ỷ, phía dưới là quần thần đang xúc động phẫn nộ. Trưởng công chúa, bây giờ phương Bắc náo động, địch quốc xâm lấn, biên cảnh thất thủ, xin người hãy lập tức hạ chỉ quyết định. Đáng tiếc, đại tướng quân đã không còn, nếu như cậu ấy còn sống, sao có thể để đám đạo trích phương Bắc kia hoành hành được? Đại tướng quân mất sớm quá. Có đại tướng quân ở đây, Đại Chu chúng ta sẽ còn có ít nhất là 300 năm an bình. Đáng tiếc, nhưng cũng đáng hận. Một vài lão thần đấm ngực dậm chân. Một lão già cười lạnh, ha ha, nếu không phải trưởng công chúa thiên vị ám dạ vương Diệp Bắc Minh, sao cậu ta lại dám giết đại tướng quân? Ai nói không phải chứ? Ám dạ quân vương vốn chính là tội nhân của Đại Chu, hậu nhân của cậu ta lại làm dao động căn cơ đất nước lần nữa, càng là tội thêm một bậc. Thần xin lệnh, tước bỏ phong hào của ám dạ vương, nhốt đám người nhà họ Diệp vào tù, chém đầu răn đe. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Bịch, bịch, bịch. Hơn nửa quan văn võ cả triều đều quỳ xuống. Mộ Thiên Thiên vô cùng tức giận, mấy người có ý gì? Rõ ràng là Dương Thiên tự mình từ bỏ chức vị đại tướng quân, chủ động khiêu khích ám dạ vương. Bát Vương ra khẽ cười một tiếng, Mộ Thiên Thiên, cô chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi, Mộ Thiên Thiên đang định phản bác. Chu Lạc Ly khẽ kêu một tiếng, yên lặng. Ngày mai bản cung sẽ ngự giá thân chinh, về phần người nhà của ám dạ vương, ai cũng không được động vào. Còn có mấy người nhà họ Diệp mới từ Côn Luân Hư trở về. Nếu mấy người ai dám động vào một sợi lông của bọn họ lúc bản cung ngự giá thân chinh. Đợi bản cung về triều sẽ diệt chín tộc. Bãi triều. Chu Lạc Ly vứt xuống câu nói sau cùng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng người Chu Lạc Ly biến mất, Bát Phương gia không ngừng cười lạnh, vậy cũng phải đợi cháu trở về đã. Lạc Ly,
tuyệt đối đừng nên trách chú Tám đấy. Bệ hạ đã không được, sao một cô gái như cháu vẫn ngồi ở trên vị trí đó chứ? Diệp Bắc Minh vừa trở lại cấm địa Long Mạch. Long đế, bây giờ tôi có thể khôi phục lại thân xác cho ông rồi. Ông có thể nói cho tôi nên làm như thế nào? Bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tố hồn bia lập tức sáng lên. Một bóng người đỏ như máu vọt thẳng ra khỏi tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Hiện lên ở trước người Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cậu. Cậu xác định sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời. Sắc mặt Long Đế vô cùng nghiêm túc, thế nhưng cậu đã dung hợp Long huyết, bây giờ máu của cậu quá quý giá. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cho dù trong cơ thể tôi có thần huyết, nhưng nếu đã đồng ý với ông thì không cần quan tâm làm gì. Ha 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 ha! Long Đế ngửa mặt lên trời cười to, tốt lắm nhóc con, khó trách cậu có thể đi đến ngày hôm nay. Cho dù cậu không có bố mẹ nghịch thiên, nhưng thành tựu của cậu chắc chắn cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đã như vậy, bản đế sẽ không từ chối nữa. Tôi có một bản tố hồn tái tạo công, đây là con át chủ bài của tôi, có thể dùng bí pháp này để tái tạo lại thân xác. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng, lão già này vẫn còn giấu giếm tôi đúng không? Ha 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 ha! Long đế cũng không che giấu, Diệp Bắc Minh, bản đế chỉ còn lại một sợi tàn hồn, quả thực là rất sợ hãi. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có tấm lòng ngay thẳng như cậu đâu. Có một số người bề ngoài nhìn có vẻ vô hại, trên thực tế còn ác độc hơn rắn rết gấp 10.000 lần. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm, được rồi, đừng thổi phồng nhau nữa. Long đế, tôi sẽ tái tạo lại thân xác cho ông. Khoan đã. Long đế có chút khẩn trương. Diệp Bắc Minh dừng lại nhìn huyết ảnh của Long đế, sao vậy? Sắc mặt Long đế vô cùng nghiêm túc, Diệp Bắc Minh, tố hồn tái tạo công chỉ có thể sử dụng một lần với mỗi một tàn hồn. Tôi chỉ có một cơ hội, nếu như cậu thất bại tôi sẽ không còn khả năng sống lại nữa. Cho nên cậu phải thận trọng. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Anh nhìn qua tố hồn tái tạo công một lần, lại tái hiện một lần ở trong đầu. Cuối cùng, anh mở mắt ra, được rồi. Long đế giật nảy cả mình, đờ mờ, Diệp Bắc Minh, vừa mới qua một giờ thôi. Vậy mà cậu đã lĩnh ngộ được rồi. Diệp Bắc Minh tự tin gật đầu, cảm giác không khó lắm. Đờ mờ. Long đế không nhìn được nói tục, hay lắm nhóc con, cậu đúng là quá yêu nghiệt. Một giây sau, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, tố hồn bia, tái tạo xương. Tinh huyết ra, ngưng tụ thân xác. Hôm nay Diệp Bắc Minh tôi lấy tinh huyết ngưng tụ thân xác cho Long đế, trợ giúp ông ta sống lại. Khi Diệp Bắc Minh vừa dứt lời. Một tầng huyết khí tuôn ra từ trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, trong nháy mắt hóa thành một bóng người. Trong chốc lát, toàn bộ cấm địa Long Mạch lập tức nổi lên gió táp mưa sa, lập tức rơi vào trong đêm tối. Bầu trời từ màu xanh hóa thành màu đỏ như máu, bốn phương tám hướng chỉ có tăm tối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là chuyện gì? Những tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Đám người Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu, Liễu Như Khanh lập tức xuất hiện. Tiêu Nhã Phi theo ở phía sau. Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Lôi Bằng cũng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Xung quanh cơ thể Diệp Bắc Minh, huyết quang chuyển động. Thế mà ở trong những huyết quang kia lại có mấy ngàn con lệ quỷ đang giãy giụa. Toàn bộ cấm địa Long Mạch giống như là tu la địa ngục vậy. Tiểu sư đệ đang làm gì thế? Đám người vô cùng sợ hãi, hô hấp dồn dập. Tiêu Nhã Phi khẩn trương nói, anh Diệp. Một giây sau, những quỷ ảnh kia phát ra một tiếng cười làm người ta sợ hãi, khặc khặc khặc. Sau đó nhào về phía Diệp Bắc Minh. Long đế quát lên một tiếng lớn, nhóc con, cẩn thận. Đừng để đám lệ quỷ này kéo vào bên trong huyết quang, nếu không cậu sẽ bị phản phệ. Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, chỉ là yêu ma quỷ quái thôi, yêu ma quỷ quái có gì mà phải sợ. Đột nhiên, con mắt thần ma giữa trán anh mở ra, một luồng ánh sáng màu đen phóng ra. A, mấy ngàn con lệ quỷ kêu thảm một tiếng, tan rã ra giống như băng tuyết nhìn thấy ánh nắng. Ông trời ơi! Đám người kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Tất cả huyết quang ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một bóng người giống huyết ảnh của Long đế như đúc. Long đế cười to, ha ha ha, xong rồi.
Diệp Bắc Minh, nhóc con cậu quả nhiên là một thiên tài. Ầm, huyết ảnh của Long Đế lập tức chui vào trong thân xác, chồng lên nhau. Loại cảm giác được sống lại này khiến Long Đế vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, mấy chục ngàn năm, Long Đế tôi lại có ngày được sống lại. Diệp Bắc Minh, từ giờ trở đi cậu chính là người bạn chí cốt của chí tôn Long Đế tôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, từ khi gặp nhau, ông cũng đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn hỏi một câu, nếu ông đã có thể sống lại. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, có phải những người đã chết khác cũng có thể sống lại không? Bố mẹ nuôi và anh trai chết thảm. Người hầu trung thực Lâm Thương Hải cũng hy sinh vì anh. Nếu như có thể để bọn họ sống lại. Cho dù có khó khăn thế nào, Diệp Bắc Minh cũng sẽ đi thử một chút. Long Đế nhướng mày, cậu muốn phục sinh người bình thường, chỉ sợ không có khả năng. Kỳ vọng trong lòng Diệp Bắc Minh dập tắt trong nháy mắt, vì sao? Long Đế nghiêm túc giải thích, người anh em Bắc Minh, tôi có thể sống lại là bởi vì có một sợi tàn hồn. Sau đó, tàn hồn lại không bị chôn vùi. Cho nên tôi mới có thể sống đến bây giờ, cậu muốn làm bọn họ sống lại, trừ khi bọn họ cũng có thần hồn. Nhưng cậu phải biết, người tu võ căn bản không có cách nào ngưng tụ thần hồn. Chứ đừng nói đến là người bình thường. Bố mẹ nuôi và anh trai đã chết đi 5 năm, cho dù có thần hồn, chỉ sợ cũng sớm đã tan biến. Cảnh giới của Lâm Thương Hải quá thấp, cũng không thể ngưng tụ thần hồn. Diệp Bắc Minh có chút không cam tâm, Long Đế đại ca, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Chuyện này, Long Đế do dự, sau đó trầm mặc. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động, Long Đế đại ca, chẳng lẽ còn có cơ hội để người chết sống lại ư? Long Đế trầm mặc một lát, lúc này mới nghiêm túc mở miệng, người anh em Bắc Minh, nếu như trên thế giới này thật sự tồn tại minh giới, có lẽ có thể tìm ra linh hồn của bọn họ ở nơi đó. Nhưng mà rốt cuộc có minh giới hay không vẫn là một chuyện khác. Diệp Bắc Minh giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, minh giới. Long Đế lắc đầu, tôi cũng chỉ nghe những người khác nói. Là thật hay là giả thì tôi cũng không biết. Nhưng nếu quả như thật có minh giới, nói không chừng có thể tìm được thần hồn của người mà cậu muốn phục sinh. Minh giới. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ. Anh ghi nhớ kỹ chuyện này ở trong lòng. Long Đế thở dài một tiếng, được rồi, mọi bữa tiệc trên đời này đều có lúc kết thúc. Người anh em Bắc Minh, tôi đi đây. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ, ông vừa sống lại, không tu dưỡng mấy ngày sao? Long Đế cười một tiếng, ha ha, thế thì không cần. Tôi đã không được ngắm nhìn thế giới này mấy chục ngàn năm rồi, hơn nữa tôi cũng có chuyện phải đi hoàn thành. Người anh em Bắc Minh, nhất định chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Đến lúc đó chúng ta hãy tỉ thỉ một trận. Xoẹt! Một giây sau, một con rồng đỏ như máu bộc phát ra từ trong cơ thể Long Đế, đưa ông ta rời khỏi cấm địa Long Mạch. Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu, Liễu Như Khanh các cô ta lúc này mới đi tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ vô cùng nghiêm túc, tiểu sư đệ, người vừa rồi là ai? Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích, một người bạn già. Trên gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Yêu Yêu là vẻ khó hiểu, tiểu sư đệ, lần này em trở về từ thiên hạ đệ nhất các, lại tăng lên một cảnh giới lớn. Tiếp theo em có tính toán gì không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, mẹ em bảo em đi xử lý ba chuyện. Thứ nhất, tiến vào thiên hạ đệ nhất các lấy thứ mà bố để lại cho em. Thứ hai, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Diệp Côn Luân Hư. Thứ ba, gia nhập vào Thanh Huyền Tông. Chuyện thứ nhất đã hoàn thành, em định xử lý xong chuyện ở Hoàng Triều Đại Chu rồi lập tức đi Thanh Huyền Tông. Liễu Như Khanh tán đồng gật đầu, cần bọn chị hỗ trợ không? Diệp Bắc Minh mỉm cười, thất sư tỷ, các chị đã giúp em nhiều rồi. Bây giờ đến lượt em bảo vệ các chị. Các chị đến Thanh Huyền Tông trước đi, em xử lý xong chuyện ở Hoàng Triều Đại Chu sẽ lập tức đến gặp các chị. Lăng Thi Âm sững sờ, thiếu chủ, ngài đi rồi, vậy chúng tôi thì sao? Ngô Khinh Diên cũng gấp gáp, đúng thế chủ nhân. Diệp Bắc Minh nở một nụ cười để hai người yên tâm, giới phàm tục vẫn là nhà của tôi, Côn Luân Hư chỉ là nơi tôi vùng lên thôi. Mọi người cứ ở lại nơi này, thay tôi phát triển thật tốt. Chuyển hết tất cả các thế lực ra bên ngoài cấm địa Long Mạch. Nếu có nguy hiểm, nhân vật nòng cốt có thể tiến vào cấm địa Long Mạch để tránh né. Cộng thêm chục ngàn con ma thú kia, chắc hẳn mọi người sẽ có thể yên tâm. Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên nhìn thoáng qua nhau,
quỳ một chân xuống, tuân lệnh. Đột nhiên, giọng nói có chút bất mãn của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến, nhóc con, cậu đúng là người bận rộn. Vẫn phải để tôi nhắc nhở sao, cậu có thể tiếp tục mở Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra rồi. Diệp Bắc Minh để mọi người rời đi trước. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, anh liền tiến vào bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tầng thứ 17 của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở ra. Trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 17 của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, một loại khí tức tử vong đập vào mặt. Loại khí tức này cũng không phải là của tầng thứ 17, mà là đến từ mặt phẳng ở chính giữa. Lúc Diệp Bắc Minh nhìn thấy thứ trên mặt phẳng, con người kịch liệt co vào một chút, đây là... Lại là một thanh binh khí. Diệp Bắc Minh có chút kích động. Trước đó, anh chỉ lấy được mỗi kiếm đoạn long từ trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Kiếm này có uy lực khủng bố đến mức nào, trong lòng Diệp Bắc Minh biết rất rõ. Bây giờ, lại có thêm một thanh binh khí, làm sao anh có thể không kích động được chứ? Phía trước, một thanh liêm đao đen nhánh lơ lửng trên mặt phẳng. Loại sát ý như thần chết kia truyền đến từ trong thanh liêm đao này. Chuôi liêm đao cao gần bằng Diệp Bắc Minh. Trên đỉnh là mũi nhọn giống như một vầng trăng khuyết. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, cẩn thận nhìn sang. Anh không khỏi giật mình kêu lên. Ở trên thanh liêm đao này có khắc vô số đồ án ác quỷ vặn vẹo. Điều càng khiến người ta phải sợ hãi chính là bọn chúng lại đang động đậy. Cứ như là đang sống vậy. Một giây sau, trong đầu Diệp Bắc Minh hiển hiện một tin tức. Thần ma liêm đao, phẩm cấp, không rõ. Phệ hồn, chém quỷ, chu thần, diệt thiên. Mí mắt Diệp Bắc Minh nhảy một cái, ăn nói hùng hồn thế sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, thần ma liêm đao này so sánh với kiếm đoạn long thì cái nào mạnh hơn? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra ba chữ, kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tiện tay bắt lấy thần ma liêm đao. Rầm rầm. Một luồng ma khí kinh khủng bộc phát ra từ bên trong thần ma liêm đao. Khí tức cuồn cuộn, nhiệt độ trong toàn bộ tầng thứ 17 của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Thậm chí trên mặt đất còn ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Giết! Anh quát to một tiếng. Sau đó chém thần ma liêm đao về phía trước. Ầm ầm! Vạn quỷ khóc thét, ma khí không ngừng sôi trào giống như là tận thế vậy. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng hơi há miệng. Thở hổn hển, ma khí thật mạnh, lạnh lẽo, vô tình, giết chóc. Tại sao tôi lại có cảm giác thần ma liêm đao mạnh hơn kiếm đoạn long nhỉ? Kiếm đoạn long ở trong tay tôi cũng không có loại cảm giác này. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khinh thường trả lời, nhóc con, thần ma liêm đao đang ở trạng thái mạnh nhất. Kiếm linh của kiếm đoạn long đã bị phế đi, có lẽ đang ngủ say, có lẽ là đã chết. Cậu nói xem so sánh kiểu gì? Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, thì ra là thế. Có thanh liêm đao này, gặp phải cuộc chiến sống còn nào, tôi cũng có thể nắm chắc nhiều hơn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trợn mắt lên, nhóc con, đã bao giờ cậu có nổi một cuộc chiến sống còn nào chưa? Không chừng lúc nào đó lại có thêm một đại lão là người của cậu nhảy ra đấy chứ. Tiến vào tầng thứ 18. Trên mặt phẳng nhỏ chỉ có một cái hộp. Anh mở ra xem, thế mà chỉ có một viên đan dược, nhiên hồn đan. Phẩm cấp, không. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhiên hồn đan này là cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc con, đây chính là đồ tốt. Nếu dùng thứ này, năng lượng của đan dược sẽ có thể lan ra khắp cơ thể của cậu chỉ trong nháy mắt. Nó có thể khiến cậu không cần thiêu đốt thần hồn của mình mà vẫn có thể có được lực lượng khi thiêu đốt thần hồn, liều chết đánh cược một lần. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, mạnh như vậy sao? Chẳng phải là có nó. Tôi sẽ có một cơ hội vô địch ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, có thể nói là như vậy. Nhưng nhiên hồn đan cũng có thời gian hiệu lực, nhiều nhất là chỉ khoảng 5 phút thôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, 5 phút là đủ rồi. Anh tiếp tục tiến vào tầng thứ 19. Một bản cổ tịch xuất hiện ở trước mắt, tuần thú thuật. Anh cầm lên xem, phía trên ghi lại lại cách làm như thế nào để thuần dưỡng ma thú. Diệp Bắc Minh tiện tay lật vài trang. Anh không có hứng thú gì quá lớn, trực tiếp thu lại. Sau đó anh tiếp tục tiến vào tầng thứ 20. Trên mặt bàn nhỏ để một quyển sách có bìa kim loại màu đen. Phía trên khắc những chữ cực kỳ cổ xưa. Diệp Bắc Minh chưa bao giờ nhìn thấy loại chữ này, lại có thể đọc được theo bản năng, pháp tướng thần ma.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục than thở một câu, nhóc con, phần thưởng của cậu quá nghịch thiên rồi. Diệp Bắc Minh hỏi lại, ồ, là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi ngược một câu, cậu có biết pháp tướng của người thu võ không? Đương nhiên. Diệp Bắc Minh gật đầu, lúc người thu võ dùng đường lang quyền, nội lực sẽ tràn ra ngoài cơ thể. Sẽ hình thành hư ảnh bọ ngựa ở phía sau. Tương tự, phục hổ quyền sẽ xuất hiện hư ảnh của hổ. Hàng long quyền sẽ xuất hiện hư ảnh của rồng. Giống như bang chủ Kiều Phong Kiều trong Thiên Long Bát Bộ, lúc dùng hàng long thập bát trưởng làm xuất hiện long ảnh chính là một loại pháp tướng. Lúc tôi dùng long đế quyết cũng sẽ xuất hiện pháp tướng huyết long. Người tu võ có được pháp tướng sẽ mạnh hơn người tu võ không có pháp tướng mấy lần. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tán thưởng một câu, nhóc con, cậu chẳng những có thiên phú nghịch thiên mà tri thức cũng rất kinh khủng. Nhưng mà pháp tướng thần ma lại khác với những pháp tướng bình thường khác của người tu võ. Cậu sẽ có khả năng tu luyện ra các loại pháp tướng ma thú đỉnh cao, thậm chí là pháp tướng thần ma. Diệp Bắc Minh hai mắt tỏa sáng, pháp tướng thần ma. Anh không chần chờ nữa, tôi đi thử một chút. Sau đó anh trực tiếp tu luyện pháp tướng thần ma. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên mở mắt ra, pháp tướng thần ma, đi ra cho tôi. Gào gào. Bỗng dưng có tiếng rồng thét gào kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ tháp Càn Khôn Trấn Ngục rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một con chân long đen tuyền xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh. Những hàng vảy rồng trên người nó như được đổ nước thép lên mà ra. Cơ thể chân long này dài và to như mãng xà, toát lên cái vẻ cường tráng và mạnh mẽ. Ngũ trảo sắc bén, lóe lên tia sáng lạnh căm. Đôi mắt nó thì sáng rực và tròn trị hệt cái đèn lồng, một cái nhìn sâu hóm tựa đến từ vực sâu thăm thẳm. Oai nghiêm, dầu khí phách, toát lên sự cổ kính. Diệp Bắc Minh đã từng sử dụng long đế quyết để triệu hồi huyết long pháp tương. So với con hắc long này thì nó chẳng là gì cả. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngạc nhiên thốt lên, đậu xanh rau má, pháp tương mà cậu triệu hồi là tổ long cơ à? Tại Long Đô ở Đại Chu, trước cổng phủ đệ của ám dạ vương. Bầu không khí tại nơi đây đang hết sức náo nhiệt và tưng bừng. Tiếng hát câu lan vang vọng khắp nơi. Những người phụ nữ ăn mặc hở hang đang lắc lư vòng eo của mình một cách nóng bỏng trên sân khấu được xây dựng tạm thời. Loạt người đi đường đổ xô về đây, làm chật kín khắp mọi nẻo đường. Đẹp quá em ơi! Một vài kẻ du côn, lưu manh vỗ tay trầm trồ không ngớt, các người đẹp ơi, trời nóng quá, các em cởi thêm nữa đi cho mát. Một vài người trong đám đông nhíu mày, đây là phủ đệ của ám dạ vương mà. Hát câu lan ngay trước cổng vương phủ thì khác nào sỉ nhục họ đâu chứ. Xuyệt. Có người chặn miệng anh ta lại ngay, anh muốn chết hả? Thế rồi người đó nhìn mười mấy người trẻ tuổi dưới sân khấu với vẻ sợ hãi. Anh ta sợ đến nỗi con người cũng co rút. Mấy cậu ấm kia đều có gia thế khủng cả đấy. Anh tự nhìn đi, người ngoài cùng bên trái là con trai của binh bộ thượng thư, ngài Lưu. Người ngồi gần giữa là con trai trưởng của các lão Trịnh. Thiếu niên cực kỳ đẹp kia là trưởng tôn nhà ngài vương. Cả thiếu niên mặc áo mãng bào kia nữa, anh không nhận ra à? Con trai út của bát vương gia đấy. Cậu ta được người ta mệnh danh là vương gia nhỏ siêu nghịch ngợm và ác độc. Ai nấy cũng nín thở, hít một hơi thật sâu. Ôi! Trời đất ơi! Sao ra thế ai cũng khủng hết thế, chỉ có hơn chứ không có nhất. Đúng lúc này, Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương và Diệp Uyển Thu đứng tại phía sau cánh cổng, nhìn màn trình diễn đầy cái cớm, lố lăng ở bên ngoài qua khe cửa. Cả ba người họ đều tức run người. Diệp Thanh Dương xắn tay áo lên, ông đây liều mạng với chúng. Mẹ kiếp, chưa thấy ai sỉ nhục người khác như thế. Muốn tấn công chúng ta thì xông vào luôn đi chứ, làm ba cái trò này ở ngoài thì tài giỏi lắm chắc. Diệp Nam Thiên giữ Diệp Thanh Dương lại, còn ở yên đấy. Chờ Bắc Minh về đã rồi tính. Đôi mắt Diệp Thanh Dương đỏ ngầu, chẳng chỉ tơ máu, bố à, thế này thì ấm ức quá rồi. Ngay trước cổng phủ đệ ám dạ vương luôn mà. Không phải bố nói ám dạ vương, tổ tiên của chúng ta trên một người, dưới vạn người ư. Dù gì đi nữa, nhà họ Diệp chúng ta cũng là hậu duệ của vương gia khác họ mà, mắc mớ gì chúng ta phải chịu cảnh nhục nhã ê chề thế này chứ. Diệp Nam Thiên chỉ biết lặng thinh. Đột nhiên. Một giọng nói đầy quyết tâm vang lên từ đằng sau, thưa ông, hãy cho phép chúng tôi đi.
Diệp Nam Thiên quay đầu lại, thấy đó là đám lính giả của phủ ám dạ vương. Các ông không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Diệp Nam Thiên lắc đầu, không thể được. Diệp Chính Đức và những người lính phá lên cười, ha ha ha, đối với quân nhân, lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Cuộc đời ám dạ quân vương là những chuỗi ngày sống trên vinh quang, không ai có thể sánh bằng, thế mà lại qua đời vì bị tiểu nhân hãm hại. Lẽ nào chúng ta tiếp tục mặc kệ chúng leo lên đầu phủ ám dạ vương ư? Diệp Chính Đức giơ cây đao cong mà mình đang cầm trên tay lên, các anh em đội hổ báo, xông lên. Giết, giết, giết. Một luồng sát khí sơ sát tiêu điều vô cùng khủng khiếp bộc phát ra từ phủ ám dạ vương. Đến tận lúc này, không khí náo nhiệt bên ngoài mới lắng xuống. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía cổng phủ ám dạ vương. Ngay sau đó, một toán lão già ốm yếu lao ra. Những người trẻ tuổi đang xem múa hát dưới sân khấu sửng sốt một hồi. Không lâu sau, ai nấy đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ha ha ha, vương gia nhỏ tôi đây còn tưởng sẽ có một đội quân hùng hậu xông ra chứ. Hóa ra chỉ là một lũ người già khọp, ốm đau bệnh tật mà thôi. Bộ phủ ám dạ vương hết người rồi hay gì? Buồn cười chết đi được. Mấy lão ăn hại này thì làm được gì chứ? Cầm đao mà có giết người được không? Những đứa con trai ăn mặc xa hoa cười chế nhạo. Vương gia nhỏ Chu Lễ cầm một tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Diệp Chính Đức và những người khác cầm binh khí lao ra khỏi vương phủ. Chu Lễ vừa đặt tách trà xuống đã lạnh lùng đưa ra chỉ thị, Đại Chu có luật, bất kỳ kẻ nào cũng không được cầm vũ khí ra đường. Ai vi phạm, giết không tha. Giết. Sau mệnh lệnh của Chu Lễ, một đội quân hùng hậu gồm vô số cung tiễn thủ xuất hiện tràn lan trên mặt đường. Soạt soạt soạt, cơn mưa tên rậm rạp bắn tới. Đúng lúc này, một người khẽ quát, tiểu đội sát thần, hành động đi. Rõ, thưa ngài. Xoẹt, 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 xoẹt. Mấy chục người trong đám đông giật miếng vải đen che mặt xuống, xông vào đám cung tiễn thủ kia với con dao găm sắc bén trên tay. Á! Một loạt tiếng la hét thảm thiết truyền đến. Những người xung quanh đều trông vô cùng bàng hoàng, không một ai ngờ rằng biến cố này sẽ xảy ra. Chỉ có vương gia nhỏ Chu Lễ là nhếch mép, ồ, hóa ra có kẻ nấp trong bóng tối à. Ông Từ, giết chúng cho chúng tôi. Rõ, thưa vương gia nhỏ. Một ông lão đứng sau Chu Lễ khẽ chắp tay. Trong tiểu đội sát thần, Vạn Lăng Phong vừa nhìn thấy lão già kia thì quát lớn, lui về phòng thủ. Bù, bù, bù. Tiểu đội sát thần nhận được lệnh cấm trong phút chót. Đồng loạt trở về trước cổng phủ đệ của ám dạ vương. Ông Từ chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn những người xung quanh một cách khinh thường, đúng là lũ tép diêu, dám. Ầm! Bỗng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giẫm một chân lên đầu ông Từ. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể của ông Từ bị đạp thẳng thừng xuống đất. Cả khu vực bên ngoài phủ ám dạ vương chìm vào khoảng lặng chết chóc, dường như đến cả thời gian cũng bị đóng băng. Cái gì thế? Mày! Ánh mắt của đám người trẻ tuổi ăn mặc toàn những bộ đồ đắt tiền kia đầy hoảng hốt. Tách trà mà Chu Lễ đang cầm cũng hơi lung lay làm nước trà nóng hổi rơi ra, rơi xuống đùi. Chu Lễ bàng hoàng đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, anh là ai? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Vạn Lăng Phong không dám chậm trễ một giây phút nào, quỳ xuống ngay, Vạn Lăng Phong xin bái kiến chủ nhân. Tiểu đội sát thần xin bái kiến chủ nhân. Mấy chục thiếu niên mang mặt nạ đồng loạt quỳ xuống. Diệp Chính Đức mừng rỡ nhìn về phía đó, vương thượng, ngài về rồi. Diệp Thanh Dương là người đầu tiên chạy ùa tới, cháu ngoại ơi, bà mẹ nó, cuối cùng cháu cũng về rồi. Làm thịt bọn ngu ngốc này cho cậu, trời đất ơi, mẹ kiếp, tức chết đi được. Diệp Nam Thiên của trách, Thanh Dương, bớt nói tục lại cho bố. Diệp Bắc Minh thì khẽ mỉm cười, cậu nói đúng mà ông ngoại. Lũ ngu ngốc này đều đáng chết cả. Còn người Chu Lễ co rút, anh là Diệp Bắc Minh đúng không? Bù! Một bóng đen xẹt qua. Ngay sau đó, Chu Lễ hoảng hốt nhận ra mình đã bị Diệp Bắc Minh bóp cổ. Vương gia nhỏ. Diệp Bắc Minh, mày có biết mày đang làm gì không đấy? Đây là con của bát vương gia nhỏ đấy, mày dám động vào cậu ấy ư? Cả cậu Trịnh, cậu Vương đều hoảng sợ thét lên. Chu Lễ bị giơ lên giữa không trung, bị bóp cổ nên khó thở cực kỳ. Chu Lễ sắp hóa điên tới nơi, anh.
Thả tôi ra. Tại một tòa nhà cao tầng cách đó 2 cây số. Toàn bộ những người thuộc phe của Bát Vương gia đều có mặt tại đây, thực chất bọn họ mới là kẻ đứng sau gây ra mọi chuyện. Thấy Diệp Bắc Minh đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều thấy khó tin. Là cậu ta? Tại sao cậu ta lại quay về chứ? Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh bóp cổ Chu Lễ, bọn họ càng sợ tới mức suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi của mình. Ngài Vương nuốt nước miếng cái ực, cười trừ, có lẽ Diệp Bắc Minh không dám giết Vương gia út đâu. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh mạnh bạo bóp nát cổ Chu Lễ. Ôi! Những kẻ đứng sau Bát Vương gia không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Bát Vương gia đau đớn gào thét, con trai. Ngoài phủ ám dạ vương. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Người nào người nấy cũng run như cầy sấy, sởn cả gai ốc. Đó là tên phá phách chuyên gây họa cả Long Đô. Là đứa con trai út được Bát Vương gia cưng chiều nhất cơ mà, không ngờ Chu Lễ đã bị Diệp Bắc Minh bóp cổ chết rồi. Vương gia nhỏ. Không. Bọn người cậu Trịnh, cậu Vương vô cùng bàng hoàng, trông chúng như thể sắp suy sụp đến nơi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười lạnh tanh, nếu chúng mày đã nuối tiếc cậu ta như vậy thì đi cùng cậu ta đi. Anh ném thi thể Chu Lễ về phía đó, xác Chu Lễ bỗng dưng nổ tung. Trong chốc lát, mười mấy tên ăn chơi sa đọa biến thành một bãi xương máu. Á, đừng mà, con trai tôi, cả các già Trịnh, ngài Vương lẫn ngài Lưu đều chết điếng. Ngay giây kế tiếp, giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền đến, tiểu đội sát thần nghe lệnh, bất kỳ kẻ nào dám sỉ nhục phủ ám dạ vương đều phải giết không tha. Kế đó, con người của anh co rụt, nhìn về phía đám người Bát Vương ra cách đó 2 cây số. Chạy mau! Vào giây phút chạm phải ánh mắt của Diệp Bắc Minh, Bát Vương ra sợ tới mới hồn lìa khỏi xác. Ông ta hít một hơi thật sâu, chửi ầm lên, thằng khốn này điên rồi, chạy! Chạy mau! Diệp Bắc Minh nhếch khóe miệng cười lạnh lùng, để các người chạy trước một lúc. 5 phút sau, xác chết ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông. Chỉ cần là người của Chu Lễ đưa đến, tất cả bị chém chết. Tổng cộng hơn 3.000 đầu người, đồng loạt bày trước cổng lớn phủ ám dạ vương. Chất đống thành núi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nói một câu, chỉ đứng bên cạnh đầu người. Chỉ khí thế khủng bố đó khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Suýt. Đám người vây xem hít khí lạnh, tê dại ra đầu. Bát Vương gia và con trai của các lão Trịnh mà hắn cũng dám giết. Đây là ám dạ vương cứng rắn đẩy ý chí thế hệ mới đó. Ở Long Đô cũng dám giết người như vậy, dưới bầu trời này không còn ai nữa rồi. Rất nhiều người kinh sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Bắc Minh. Sợ đến tim đập mạnh thình thịch không ngừng. Gần như nổ tung. Đám lão binh như Diệp Chính Đức kích động quỳ xuống đất, thuộc hạ chúc mừng ám dạ vương trở về. Diệp Bắc Minh giơ tay bảo họ đứng lên. Rồi nhìn sang Vạn Lăng Phong, Lăng Phong, trong thời gian tôi không ở đây, ông đã điều tra được gì? Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, quỳ một chân xuống, cậu chủ, danh sách những người truy giết nhà họ Diệp năm đó đều ở đây. Sau khi tộc người của ám dạ vương chạy khỏi Hoàng Triều Đại Chu, bọn họ phân chia sản nghiệp của ám dạ vương. Diệp Bắc Minh nhận lấy danh sách xem một lượt. Tam Vương gia, Chu Long Hổ. Bát Vương gia, Chu Long Đằng. Nhà họ Đào ở Tích Xuyên. Nhà họ Hoàng ở Long Hà. Nhà họ Bao ở Thanh Điền Châu. Diệp Bắc Minh xem hết cả danh sách, đều là gia tộc hàng đầu của Hoàng Triều Đại Chu. 20 mấy gia tộc. Gần như chiếm một nửa quý tộc Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh gấp danh sách lại, mẹ, chuyện mà con hứa với mẹ. Nhất định sẽ làm được. Đám người này muốn tiêu diệt nhà họ Diệp, thì con sẽ tiêu diệt bọn họ. Soạt. Lúc này, một bóng đen trong đám đông xông đến, quỳ một chân xuống đất, chủ nhân, đám người Bát Vương gia Chu Long Đằng đã đến phủ đệ của Tam Vương gia Chu Long Hổ, hôm nay hình như là đại thọ của Tam Vương gia. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, trùng hợp vậy sao? Đỡ mất công tôi đi tìm từng người một. Đám người Chu Long Đằng xông thẳng một mạch đến đại điện của Tam Vương Phủ. Tam ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Một đám quý tộc hàng đầu của Đại Chu đang chúc thọ Tam Vương gia Chu Long Hổ. Khách quý ngồi chật kín, vô cùng náo nhiệt. Lúc Chu Long Đằng xông vào, cả hội trường yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Sắc mặt Chu Long Hổ sầm xuống, bát đệ, từ lúc nào đệ lỗ mãng như vậy? Hôm nay là đại thọ của bản vương. Đệ đến muộn thì cũng thôi đi,
còn xông vào như vậy, đúng là càng lúc càng chẳng ra sao. Sắc mặt Chu Long Đằng hơi tái nhợt, Tam ca, Diệp Bắc Minh đó lại quay về rồi. Trong đám đông, Mộ Thiên Thiên tóm cánh tay của ông lão bên cạnh, ông nội, anh ta về rồi. Mộ Bình Phàm lắc đầu, đừng ăn nói bừa bãi. Chu Long Hổ vẫn khá bình tĩnh, chỉ cau mày, từ sau khi hắn giết Dương Thiên lần trước, chẳng phải đã mất tích rồi sao? Sao lại quay về rồi? Rốt cuộc là thế nào? Chu Long Đằng nhanh chóng giải thích, Tam ca, đệ cũng không biết. Lần trước tên nhóc này đã đắc tội với Thanh Huyền Tông, đệ còn cho rằng hắn chết ở đâu rồi chứ? Ai ngờ hôm nay hắn lại quay về, hơn nữa còn đại khai sát giới ở cổng lớn ám dạ vương phủ. Nếu không phải đệ chạy nhanh, sợ là hắn còn giết cả đệ. Lời vừa được nói ra, toàn hội trường đều kinh hãi. Liền sau đó, ha ha ha, đại diện của mấy thị tộc hàng đầu cười lớn. Bát Vương gia, ông nghĩ nhiều rồi. Diệp Bắc Minh đó vì có Chu Lạc Ly chống lưng, mới dám ngang ngược độc đoán như vậy. Giờ đây không có Chu Lạc Ly, hắn dám làm loạn ở Long Đô, bảo đảm hắn chết không có chỗ chôn thân. He he, nghe nói Chu Lạc Ly bại trận ở phương Bắc, có thể quay về không thì còn chưa chắc. Đột nhiên, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên. Tiếng cười đột ngột im bặt. Tất cả chấn kinh nhìn ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy bên ngoài bụi tung mù trời, cổng lớn của Tam Vương phủ ầm ầm đổ sập. Sau đó vô số tiếng kêu thảm vang lên. Một giọng nói lạnh như băng vang lên trong mùi máu tanh nồng nặc, Chu Long Đằng, Chu Long Hổ, ra đây chịu chết đi. Việc này, đồng tử của các khách quý trong đại điện co mạnh lại. Ai mà to gan như vậy? Lại dám gọi thẳng đại danh của Bát Vương gia và Tam Vương gia, còn bảo bọn họ ra chịu chết. Ông nội, đúng là anh ta. Mộ Thiên Thiên nghe ra giọng của Diệp Bắc Minh, hoàn toàn chấn kinh. Trong đôi mắt già nua của Mộ Bình Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, sao cậu ta lại bốc đồng như vậy? Mọi người đi ra khỏi đại điện. Chỉ thấy một thanh niên trẻ đi ra từ trong khói bụi ngập trời. Đôi mắt của Chu Long Hổ nghiêm lại, Diệp Bắc Minh, mày dám ngang ngược ở đây. Cách, một người đàn ông trung niên hơi mập để râu cá chê tiến lên một bước, chỉ thẳng mặt Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mày thật to gan. Nơi này là Tam Vương Phủ do đích thân bệ hạ ra lệnh xây dựng. Mày dám phá cổng vương phủ xông vào đây? Mày thực sự không muốn sống nữa phải không? Diệp Bắc Minh thản nhiên nhìn người này một cái, ông là ai? Người đàn ông trung niên hơi mập vuốt bộ râu cá chê, vẻ mặt ngạo mạn, tao là ai? Ha ha, nói ra tên của tao, e là mày sẽ sợ giật mình. Hoàng Cửu Châu, nhà họ Hoàng ở Long Hà. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nhà họ Hoàng ở Long Hà. Hoàng Cửu Châu cười lạnh lùng, đúng thế, sợ rồi hả? Diệp Bắc Minh gật đầu, trên danh sách những người đối phó nhà họ Diệp năm đó có phần của ông. Tấn công ra một quyền. Nhanh gọn dứt khoát. Gru. Một hư ảnh huyết long từ trong nắm đấm của Diệp Bắc Minh xông ra, Hoàng Cửu Châu lập tức nổ tung. Cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vãi! Tên nhóc này đúng là vô pháp vô thiên. Còn dám giết cả gia chủ của nhà họ Hoàng ở Long Hà. Ông nội, bố, một đám người ăn mặc sang trọng bi thương hét lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lướt nhìn qua, nếu đau lòng như vậy, thì xuống cùng ông ta đi. Giơ tay lại tấn công ra một quyền. Huyết Long gầm thét. Đám người nhà họ Hoàng bị giết sạch ngay lập tức. Chu Long Hổ mặt không cảm xúc, nhả ra một chữ, giết. Liền sau đó, xoạt. Mấy trăm võ giả xông ra từ bốn phương tám hướng, trực tiếp ra tay. Người yếu nhất là cảnh giới võ thần. Người mạnh nhất là cảnh giới hợp nhất. Khí tức khủng bố nghiền áp xuống. Kiếm khí, đao khí, ám khí, kịch độc, loại nào cũng có. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng quát lên, tổ long pháp tướng, giết cho tôi. Gru. Một tiếng rồng gầm đáng sợ bùng phát. Phía sau Diệp Bắc Minh xuất hiện ma khí màu đen như thác nước. Một con rồng xông ra từ ma khí, khoảnh khắc mấy trăm võ giả chạm vào tổ long pháp tướng. Phập, 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 từng làn xương máu nổ ra. Mấy giây ngắn ngủi, tất cả bỏ mạng. Việc này, mấy ngàn vị khách kinh sợ suýt rớt cả cằm, sợ đến sượt 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 lùi lại liên tục. Toàn thân Chu Long Đằng run lên kịch liệt. Hai ông cháu Mộ Thiên Thiên quay sang nhìn nhau, nhìn thấy vẻ chấn kinh mãnh liệt từ trong mắt đối phương.
khuôn mặt già của Chu Long Hổ trở nên cực kỳ khó coi. Toàn hội trường yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, ở một góc không nổi bật, một ông lão đột nhiên mở mắt, Tổ Long Pháp Tướng, tên nhóc này lại có thể luyện thành Tổ Long Pháp Tướng. Ai đang nói đó? Tất cả mọi người quay đầu. Chỉ thấy ông lão này đầy kích động, tay cầm một bình hồ lô rượu. Ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chu Long Hổ nhanh chóng gọi nói, lão Thạch, giúp tôi giết tên nhóc này đi. Từ nay về sau, tất cả rượu ngon trong thiên hạ mà ông muốn, tôi tìm hết cho ông. Lão Thạch nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng bị sâu hỏng gần hết, tôi muốn làm gì, đến lượt ông nhiều lời hả? Tôi bảo vệ cái mạng chó của ông chỉ vì một lời hứa thôi. Còn chỉ huy tôi một câu, tôi trực tiếp bóp vỡ cái đầu của ông. Soạt, lão Thạch bước ra một bước xuất hiện trước người Chu Long Hổ, tóm chặt đầu của ông ta. Một luồng sát khí âm lạnh truyền đến. Chu Long Hổ nuốt nước miếng, kinh sợ cúi đầu, lão Thạch, ông nói đúng. Mọi người đều ngẩn người. Mẹ kiếp, lão ta là ai? Mà lại dám uy hiếp Tam Vương gia? Kha kha kha. Lão Thạch cười quái dị mấy tiếng, vỗ lên mặt của Chu Long Hổ, coi như ông nghe lời, cút đi. Sượt sượt sượt. Chu Long Hổ lùi lại mười mấy bước, được người khác đỡ mới không bị ngã. Liền sau đó, ánh mắt âm lạnh của lão Thạch sầm xuống, tham lam nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu nhóc, chỉ cần cậu nói cho tôi biết cậu ngưng tụ Tổ Long Pháp Tướng bằng cách nào. Những người ở đây, ngoại trừ Chu Long Hổ ra, thì tôi giúp cậu giết hết toàn bộ, thế nào? Cái gì? Toàn hội trường xôn xao. Tất cả mọi người sợ đến ngốc nghếch. Mau đi thôi. Có vài vị khách quay người định bỏ đi. Lão Thạch cười lạnh lùng một tiếng, tôi chưa lên tiếng, các người ai dám đi? Lão ta dậm mạnh chân xuống, một luồng sóng khí khủng bố cuồn cuộn nổi lên. Phập, phập, phập. Mấy chục vị khách muốn ra về trước đều bị nổ tung, hóa thành xương máu, xương cốt không còn. A, à, đừng. Tôi không muốn chết. Hu hu hu. Rất nhiều khách quý đều sợ phát khóc. Lão Thạch âm lạnh nhìn qua, ồn ào. Đưa bàn tay như xương trắng đập về phía đám đông. Phập. Lại một làn xương máu nổ ra. Hung tàn. Sát phạt. Chết chóc. Tất cả mọi người đều sợ đến ôm chặt miệng, không dám phát ra tiếng. Lão Thạch này, đúng là còn hung tàn hơn cả Diệp Bắc Minh. Lão Thạch nhếch miệng cười, vừa nãy tôi đã giết mấy trăm người, đủ thành ý rồi chứ. Diệp Bắc Minh chẳng sao động, không có hứng. Lão Thạch nheo đôi mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, cậu thanh niên, người dám từ chối tôi đều đã chết. Nhưng, cậu rất có tiềm năng, tôi nổi lòng yêu mến nhân tài. Thế này đi, cậu giao ra công pháp tu luyện Tổ Long Pháp Tướng, tôi không những giúp cậu giết tất cả mọi người trừ Chu Long Hổ. Mà Thạch Trấn Thiên tôi còn nhận cậu làm đệ tử cuối cùng. Không sợ nói với cậu một câu, tôi là cảnh giới thánh cảnh trung kỳ. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng. Một cảnh giới thánh cảnh trung kỳ, cũng có thể ra vẻ trước mặt tôi sao? Làm sư phụ của tôi, ông mà cũng xứng. Ầm ầm, Thạch Trấn Thiên giống như một tòa núi lửa phun trào, cảm thấy bị sỉ nhục cực lớn. Giọng tức giận của lão ta cũng méo mó, nhóc con, mày tưởng tao dễ nói chuyện lắm phải không? Đợi tao bắt được mày, có một vạn cách hành hạ mày. Tao không tin mày không giao cách tu luyện Tổ Long Pháp Tướng ra. Nói xong. Thạch Trấn Thiên cực kỳ hung dữ bay đến. Soạt, để lại một tàn ảnh tại chỗ, lập tức xuất hiện trước Diệp Bắc Minh. Tấn công ra một quyền. Tốc độ cực nhanh. Diệp Bắc Minh kinh hãi, nắm đấm của Thạch Trấn Thiên đập lên lồng ngực của anh, phát ra tiếng phập lớn. Nhưng, điều khiến cho Diệp Bắc Minh và Thạch Trấn Thiên cùng chấn kinh là, Diệp Bắc Minh lại không sao. Chỉ bị đánh lui 3-4 bước. Sao lại như vậy? Diệp Bắc Minh và Thạch Trấn Thiên gần như cùng lên tiếng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc không thôi. Thạch Trấn Thiên lại sợ hãi. Một quyền này, gần như ẩn chứa 7 phần sức mạnh của lão ta. Đập lên người một võ thần nhỏ bé. Ấy, tên nhóc này chỉ là võ thần ư. Vừa nãy lại giết mấy trăm võ giả từ võ thần đến cảnh giới hợp nhất. Thạch Trấn Thiên mới phản ứng lại. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu đã dung hợp máu của chân long. Cơ thể hiện tại đã đạt đến độ mạnh rất khủng bố rồi. Cho nên vừa nãy khi lão già này ra tay, cậu không gặp nguy hiểm, tôi mới không nhắc nhở cậu.
Muốn một quyền đánh cho cơ thể đã dung hợp long huyết bị thương. Kẻ ngốc nói mơ đi. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Thì ra là vậy. Long huyết lại khủng bố như vậy. Lúc này, máu trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi sục. Một luồng khí chưa từng có bùng lên. Anh chủ động xông lên, không sử dụng đến kiếm đoạn long, muốn thử độ mạnh cơ thể. Tấn công ra một quyền, đánh về phía Thạch Chấn Thiên đang ngẩn người. Thạch Chấn Thiên phản ứng lại, móng vuốt khô gầy đập lên, nhóc con, xem ra trên người mày đúng là có bí mật kinh thiên. Biết tổ long pháp tướng cũng thôi đi. Cơ thể lại còn có thể chịu được một quyền của tao. Nhưng, lát sau đều sẽ là tao. Rắc rắc một tiếng giòn tan vang lên. Móng vuốt của lão Thạch và nắm đấm của Diệp Bắc Minh đụng vào nhau. Một làn huyết quang xuất hiện. Xương trắng bay loạn. A! À, Thạch Chấn Thiên kêu thảm một tiếng, ôm tay kinh sợ lùi lại, đồ tạp chủng, mày dùng quyền pháp gì? Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời, một bước truy giết theo. Thạch Chấn Thiên nổi giận, đồ tạp chủng, mày hống hách quá rồi đấy. Chết đi cho tao. Lão ta biết dùng thân thể không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh, bèn lấy ra một thanh bảo đao màu xanh đen từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Hung hãn chém một đao về phía tay của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh phất lờ, vẫn tấn công về phía bảo đao màu xanh đen. Thạch Chấn Thiên cười dữ tợn, đồ tạp chủng, mẹ kiếp, mày điên rồi phải không? Mày tưởng cơ thể của mày làm bằng sắt hả? Dám dùng tay không chống lại bảo đao của tao? Diệp Bắc Minh cười, ai nói tôi dùng tay không đánh lại. Một ý nghĩ, kiếm đoạn long đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Đập mạnh với bảo đao màu xanh thẫm. Phập, sóng khí bùng nổ, bảo đao lập tức vỡ tan. Rất nhiều vị khách gần đó đều bị đánh đến phun ra máu không ngừng. Ông nội, cẩn thận. Mộ Thiên Thiên trực tiếp bảo vệ Mộ Bình Phàm. Lồng ngực mình đau dữ dội nóng rát. Kiếm đoạn long không dừng lại. Tiếp tục giết về phía Thạch Chấn Thiên. Đồng thời, tổ long pháp tướng phía sau Diệp Bắc Minh hiện lên lần nữa, kết hợp với kiếm đoạn long. Hung hãn chém xuống. Khí tức chết chóc ập đến. Khuôn mặt già của Thạch Chấn Thiên biến sắc, sợ đến gào lớn nứt hơi khản tiếng. Đừng giết tôi tình nguyện mang trái tim võ đạo ra thề, trở thành nô bộc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, vốn không có ý dừng lại. Phập, xương máu bùng nổ. Thạch Chấn Thiên biến mất. Toàn bộ khách mời có mặt ngẩn người. Cuộc chiến kết thúc nhanh vậy sao? Đám người Chu Long Hổ, Chu Long Đằng, các lão Trịnh, Vương đại nhân mặt xám xịt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mộ Bình Phàm hít sâu một hơi, ông biết cậu ta có thế chân long, nhưng cũng không ngờ cậu ta lại khủng bố như vậy. Mộ Thiên Thiên chấn kinh đến cơ thể run lên. Đôi mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh tràn đầy sợ hãi, lần đầu tiên khi gặp anh ta. Anh ta mới chỉ có thể giết cảnh giới tiên thiên, bây giờ đã giết thánh cảnh rồi ư. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh giống như truyền từ sâu trong địa ngục, các người chỉ có một cơ hội, nói ra năm đó là ai đã hãm hại tiêu diệt nhà họ Diệp. Hay là các người cùng làm? Vương đại nhân nuốt nước miếng, Diệp Bắc Minh, có gì từ từ nói? Trả lời không đúng câu hỏi, chết. Kiếm đoạn long nghiền áp đến. Phụt. Vương đại nhân trực tiếp hóa thành xương máu. Suýt. Đám người Chu Long Hổ, Chu Long Đằng, các lão Trịnh sợ đến không ngừng lùi lại. Một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp vọt lên thiên linh cái. Nói. Quát một tiếng. Thụp. Mấy người không chịu được áp lực, sợ đến quỳ xuống tại chỗ, đồng thanh hô lớn, là ý của Hoàng đế bệ hạ. Diệp Bắc Minh nghiêm đôi mắt, Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu là phụ hoàng của tứ sư tỷ. Anh phải làm sao mới tốt? Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói, tiểu sư đệ, nếu bọn họ nói là thật, thì tỷ sẽ đại nghĩa diệt thân vì đệ. Chu Lạc Ly mặc chiến giáp, toàn thân đầy máu đi vào vương phủ. Trái tim của Diệp Bắc Minh chấn động dữ dội, tứ sư tỷ, tỷ. Chu Lạc Ly nhìn ra vẻ lo lắng của Diệp Bắc Minh, cười xinh đẹp, tiểu sư đệ yên tâm, Hoàng đế Đại Chu chỉ là cha nuôi của tỷ thôi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, cha nuôi. Chu Long Đằng tỏ vẻ mặt chấn kinh chỉ vào cô ấy, Chu Lạc Ly, chẳng lẽ cô đúng là? Chu Long Hổ cũng hiểu ra, chẳng lẽ tin đồn đều là thật. Cô là người của nhà họ Chu gia tộc thượng cổ. Chu Lạc Ly cười lạnh lùng, Chu Long Hổ, coi như ông thông minh. Nghe thấy câu trả lời, vẻ mặt Chu Long Đằng và Chu Long Hổ đều biến sắc.
các khách mời khác đều hít thở dồn dập. Chu Lạc Ly đến từ gia tộc thượng cổ. Lai lịch này đúng là khiến người ta sợ hãi. Không quan tâm đến ánh mắt kinh sợ của mọi người, Chu Lạc Ly cười cưng chiều, tiểu sư đệ, Hoàng Triều Đại Chu là một nhánh của Chu tộc thôi. Vì một vài nguyên nhân, từ nhỏ tỷ đã bị đưa đến Hoàng Triều Đại Chu. Sau này lại đến núi Côn Luân học nghệ cùng mọi người. Gần đây mới trở về Hoàng Triều Đại Chu, cả Hoàng Triều Đại Chu, đệ muốn giết ai thì giết, đệ muốn tìm ai báo thù thì cứ tìm. Xảy ra chuyện, có sư tỷ gánh, trời có sập, có sư tỷ chống đỡ. Cô ấy trực tiếp tiến lên, nắm tay của Diệp Bắc Minh, đi thôi, chúng ta vào cung, đi tìm Hoàng đế đối chất. Tỷ muốn xem, kẻ đứng đằng sau sai khiến tiêu diệt gia tộc của tiểu sư đệ có phải là ông ấy không? Cả các người cũng đi theo, cùng tôi chất vấn Hoàng đế. Chu Lạc Ly lạnh lùng lướt nhìn dám người Chu Long Hổ một cái. Tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩn người. Sợ đến toàn thân run lên. Trái tim dừng đập. Con người cũng sắp lồi ra. Tìm Hoàng đế đối chất. Cô thật dám làm đấy. Nửa tiếng sau, Hoàng cung Đại Chu. Cùng với Chu Lạc Ly dẫn đầu, mọi người đi thẳng vào cung. Trước tầm cung của Hoàng đế Đại Chu, một đám cấm vệ quân chặn mọi người lại. Trưởng công chúa, cô đang làm gì vậy? Bệ hạ lâm bệnh nằm giường, không gặp bất kỳ ai. Cô dẫn nhiều người thế này đến có phải không hay lắm không? Một tướng quân trung niên cầm trường thương, chặn trước cửa cung. Chu Lạc Ly lạnh giọng quát, Hàn Chiến, ông cũng dám ngăn cả bản công chúa. Tránh ra cho tôi tìm Hoàng đế có chuyện. Vẻ mặt cấm vệ quân xung quanh đều biến sắc. Giọng điệu này của Chu Lạc Ly khiến bọn họ cảm thấy không đúng. Sắc mặt Hàn Chiến lạnh như băng, trưởng công chúa, bệ hạ có lệnh, không ai được phép bước một bước vào cấm cung. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Phập, Chu Lạc Ly đập một trưởng, Hàn Chiến bỏ mạng tại chỗ. Cô ấy cất giọng lạnh như băng, còn ai muốn giết không tha với bản cung không? Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Chu Lạc Ly cũng không nhiều lời, tiểu sư đệ, chúng ta đi. Bỗng nhiên, một tiếng cười già nua vang lên, ha ha ha, Lạc Ly, không hổ là con gái ngoan của trẫm. Dám giết vào cấm cung của trẫm, quả là khí phách. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy, một ông lão mặc long bào ngồi trên ghế rồng được chế tạo từ vàng, được người khác chậm rãi đẩy ra. Khí huyết nổi lên. Tràn đầy tinh thần, không hề có dấu hiệu lâm bệnh. Bệ hạ, khoảnh khắc đám người Chu Long Hổ, Chu Long Đằng, các lão Trịnh nhìn thấy Hoàng đế Đại Chu. Tất cả thụp một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu không thôi. Chu Lạc Ly cau mày, Chu Long Thiên, tôi không phải con gái của ông, điều này, ông phải làm rõ. Ha ha ha, Chu Long Thiên cười tự chế nhạo, khẽ lắc đầu, nói cũng đúng, con là huyết mạch Chu tộc thượng cổ. Cả hoàng thất Đại Chu này là nô bộc của Chu tộc các con. Con gọi trẫm là phụ hoàng mấy năm, là vinh dự của trẫm. Diệp Bắc Minh trực tiếp lên tiếng, Chu Long Thiên, là ông đã tiêu diệt cả tộc ám dạ vương phải không? Là đế vương, vốn không nói dối. Chu Long Thiên thản nhiên gật đầu, đúng thế, là trẫm cho người làm sao? Liền sau đó, đôi mắt già nua sầm xuống, nhìn sang đám người Chu Long Đằng, Chu Long Hổ, các lão Trịnh. Đồ phế vật vô dụng, chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong. Đúng là ngu dốt. Sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi cũng không cần sống nữa. Đám người Chu Long Hổ, Chu Long Đằng, các lão Trịnh sợ đến vội vàng cầu xin. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, không phải chúng tôi muốn nói, là Diệp Bắc Minh. Bệ hạ. Phập phập phập. Điên cuồng đập đầu xuống đất. Cuối cùng Diệp Bắc Minh hiểu ra. Tại sao mẹ cho rằng chuyện này khó giải quyết? Thì ra có liên quan đến Hoàng đế. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, quận vương ám giả cùng ông giành thiên hạ, giúp ông xây dựng Hoàng Triều Đại Chu. Ông là Hoàng đế, lại qua cầu rút ván. Làm ra chuyện tiêu diệt nhà họ Diệp, loại người lòng dạ hẹp hòi như ông cũng xứng làm Hoàng đế sao? Chu Long Thiên ngẩn người tại chỗ, mất hồn. Một lát sau, ông ta mới nhả ra một câu, cậu muốn biết. Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng, ông có thể giải thích. Liền sau đó, Chu Long Thiên dường như biến thành một người khác. Đột nhiên, trán nổi gân xanh, con mắt đỏ bừng. Trong mắt lập tức tràn đầy tia máu, ông ta điên cuồng gào thét, đều tại đầu mưu đó.
Đều tại đầu ngu đó. Đều tại đầu ngu đó. Chấm đã nói chia đôi thiên hạ với ông ta, đồ ngu đó lại đề nghị cho người khác làm hoàng đế, còn nói chấm không hợp làm hoàng đế. Ha ha ha. Giọng của Chu Long Thiên kích động, chấm không thích hợp làm hoàng đế ư. Hơn 1000 năm nay, chấm dốc lòng chăm lo việc nước, hoàng triều đại Chu quốc thái dân an. Chấm không thích hợp làm hoàng đế. Chấm cho ông ta làm quận vương ám dạ, dưới một người, trên vạn người. Diệp Hiên Viên, ông nhìn thấy chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.